Cấn à. Ủa thầy muốn sao rồi thầy tự sát luôn vậy? Có nãy tao định kẹp lại để tao ngồi xuống mà không kịp, cái này nó dướng quá. Bây giờ sao thầy? Lại rút cái giùm đỡ đau quá. Không, bây giờ rút ra cái kiếm nó dài, rút ra đau lắm. Bây giờ mình nhấn nó vô vậy luôn được không? Mày điên hả? Mà cái cùi này vô mới chết mẹ tao đó. À cái kéo ra. Chịu đau nghe. Nhẹ nhẹ thôi. Nó dướng nhẹ nhẹ thôi. Nó sai, nó lệch cái đường rầy à. Bây giờ một rút ra, hai đâm vô. Chứ bây giờ mình cứ nhấp tao khó chịu lắm, mày hiểu không? Thôi bây giờ vậy, mày chịu khó chịu đau một lần. Đau một lần rồi thôi nha. Dạ. À, khoan. Nếu rút ra được rồi, cái này có rụng không vậy? Không rụng, nhưng mà tao đau quá mày ơi, lẹ. 1, 2, 3. Oh my god. Trời ơi, chết tôi rồi. Ủa, hết nhạc mà ổng còn múa được hay vậy? Múa bà nội mày, nó đau, nó nhiếp lợi chứ múa cái gì. Thầy ơi, give me the kiếm. À trời, đưa cái cương chui, đưa cái lưỡi thằng điên kia. Lộn. Trời ơi, thiệt cái chan. À ơi, trời ơi, mày đứng. Cái thằng mày, đi ra. Thiệt tình, hư đốn. Dạ, chào thầy. Chào gia chủ. Đây. Hỏi thăm cái được không? Không biết là gia chủ à. Là thầy còn nhảy hả thầy? Không, cái đường đi đứng nó hơi khó khăn thôi. Dạ. Không gì hết. Bà Tư. À, thầy đến từ đâu ạ? À, con này bị điên hay sao mới nói giới thiệu bà Tư đó, hỏi thầy đến từ đâu? Hỏi cho rõ ràng chứ ông này. Để nói cho cổ hiểu. Nó không biết cái đất nước đó làm sao. Lịch sự với thầy. Tôi thì tôi tu bên Tây Tạng. Hả? Nó gần bà Tư. Hả? Chỗ đó nó gần nhau. Ủa chồng con. Hả? Tây Tạng với bà Tư xa lắm. Không, nó bây giờ nó mở cái đường bay gần rồi. Mình bay qua cách có 2 tiếng hồ đi thành bưởi Airways lẻ lắm lên. Ủa thầy là cuối cùng là ở Tây Tạng hả thầy? Ở Tây Tạng. Nhưng mà thầy ở chỗ nào hả thầy ha? Đó là cái khu núi tuyết, nó là... Mã Lạng phải không thầy? Mã Lạng, mày điên hả? Mã Lạng nghe cái tên không? Nó là cái khu núi tuyết ở bên Barrier. Pháp, Barrier là Pháp. Không, Paris là Pháp là đúng rồi. Ở đây không phải là Paris, đây là Barrier. Barrier hả? Barrier ngộ quá thầy. Barrier, người ta hay gọi là Barrier đó. Barrier. Ủa thầy, ở Barrier là Vũng Tàu hả thầy? Không, Barrier Vũng Tàu là của Việt Nam. Còn Barrier này là của bên Tây Tạng. À rồi. Là nó gọi là Barrier là cái tiếng do thổ dân ở đó. Người ta nói vậy. Barrier. À Barrier ngộ quá. Nay mời thầy qua đây trước là để xem coi ngó giùm con cái. Khi tôi vừa bước chân vào cái nhà này là tôi đã cảm nhận một cái điều khủng khiếp đang tồn tại ở ngôi nhà này. Thầy cảm nhận được hả thầy? Tại sao cơ chứ? Tại sao? Tại sao gì thầy? Con biết tại sao. Tại sao anh lại mặc áo màu trắng? Sao vậy thầy? Kỳ hả thầy? Thầy ơi, kỳ hả thầy? Anh có biết bây giờ là mùa mưa mặc áo trắng rất là dễ dính sình hay không hả? Ra ngoài đường không cẩn thận là dơ cái áo. Hết hồn hết vía. Phải thầy không? Phải. Ông kỹ lắm, ông vệ sinh sạch sẽ lắm. Cái nhà này là hướng nào vậy gia chủ? Dạ hướng Đông Bắc Tây Nam thầy ạ. À. Đông Bắc, mày điên hả? Đông Bắc là Đông Bắc, Tây Nam là Tây Nam. Chứ hướng Đông Bắc Tây Nam mày, cái nhà mày một huynh hả mày? Không, cái nhà này tới 4 mặt lần. Cái 4 mặt toàn là 4 mặt tiền luôn á thầy. Chính giữa nó 4 mặt tiền. Dạ. Cái nhà mày như cái đảo vậy đó. 4 mặt tiền chứ. Con nói quá thầy. Cái hướng này là hướng 36 độ Kinh Đông và 19 độ Viễn Bắc. Trời đất ơi. Tại sao lại mua cái nhà này?
không có biết đó suối ba nó mua đó. Phía trước mặt là cái nghĩa địa. Trời ơi, thấy sợ chưa? Mà thấy sợ thầy tôi chưa? Nếu đoán không lầm bên này là lò thiêu nè. Trời đất ơi, trại hồn nó bán bên kia luôn rồi chứ. Khủng khiếp chưa? Thầy ơi, qua duyên sau nhà đừng có trồng bông dạng thọ nữa nha. Bước lên. Chết thiệt. Thầy ơi, sao thầy hay quá vậy? Thầy ơi, sao thầy hay quá vậy? Hả thầy? Sao thầy biết hay quá thầy ơi? Không, hồi nãy tới nhà mà tôi đi taxi tôi bị lạc á, tôi đi vòng, tôi thấy hết trơn. Vào khu này tôi chạy, nó lạc ở nhà mười mấy xẹt kiếm thấy mẹ tao luôn. Chạy vòng cái thấy hết trơn. Thấy mà. Phải thầy không? Nhưng mà thầy hay lắm. Hay cái chỗ nào nãy giờ tôi chưa thấy cái gì hay luôn á. Trời ơi, thì phải gieo duyên chứ phải đi vô đi lạc. Gia chủ này có vẻ nói chuyện là không tin tôi thì phải. Dạ nãy giờ thầy không có một miếng niềm tin nào với thầy. Tôi nói cho cô nghe nha, không phải là vì tôi lạc là tôi mới thấy đâu. Nếu tôi không lạc tôi vẫn thấy. Chỉ có cô là không thấy cái nhà này yêu khí rất là cao. Tôi báo cho cô biết nhà cô đang có một người cao tuổi đàn ông sinh sống đây đúng không? Là ba ruột của vợ em. Dạ đúng, đúng rồi. Chưa? Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Ông ta tuổi Tý. Tuổi Tý. Thôi chết. Hình như là vong linh khu này đang rất là hạp ông ta. Dạ đúng rồi. Ông ta đang bị một cái vong theo. Vong theo? Vong này nữ. Nữ. Đòi hỏi sinh lý rất cao. Trời chết cha rồi, em nhìn thấy dạo này ba tôi đi cà nhắc không à. Chết rồi thầy, bây giờ sao thầy? Chúng ta nguy hiểm quá. Có cách nào giúp ông thầy bây giờ chứ? Để tôi lập đàn, để tôi trục cái hồn ra. Tôi xuất hồn ra để tôi tìm kiếm của cái dông này nó mạnh cỡ nào. Cha chủ đợi tôi một tí. Thầy có, thầy dạ. Lập đàn. Lập đàn kinh. Hả thầy? Từ từ, ông có bài kinh hay lắm. Khoan, không xong rồi, không xong rồi. Thầy xong rồi. Thầy ơi, tôi phát hiện ra một điều. Tôi chết rồi. Gì vậy thầy? Thầy nói đi, thầy nói cho con biết thì thầy sao vậy thầy? Ông để quên cái vỏ đồ nghề trên cái xe taxi nãy rồi, tôi chết mẹ tao rồi. Trời ơi. Chị ơi, nãy em đi taxi em quên quận 2, em có để quên cái vỏ đồ đó. Dạ chị cho taxi nó trở lại chị. Dạ đồ nghề em để cho nó trơn rồi. Dạ trời, chị cho xin lại, để tao xíu tao đi lấy đồ. Trời ơi chết thiệt, mà đi làm ăn vậy chết rồi thiệt á. Chết thầy... thiệt. Trời ơi. Thầy thiệt không? Hả? Bệnh về mà. Ở bệnh về nhiều khi người ta chưa có quen không khí ở đây. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn em. Trời ơi em trai dễ thương quá. Trời đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Má ơi. Ôi trời thầy. Trời ơi, có cái vỏ đồ quên. Bùa mà bỏ quên vỏ bùa, trời ơi trời, muốn chết luôn vậy đó. Chết luôn, cái thằng quỷ nó vừa xuống nó mừng hay cho nó chạy. Thiệt. Vô lại kìa, vô. Hả? Thôi. Không. Thầy là thầy, đi đi. Không. Thôi. Không. Nếu thầy không à, không thầy à, không. Không, thầy tự đi chứ. Mày tao mệt, tao khát nước, tao biểu đưa chai nước, mày làm mày gì dữ vậy? Tao mệt, tao khát nước thì... Con này. Là... Phải nói khát nước thì mình nói đi chứ. Ai móc họng mày mà mày từ chối dữ vậy? Trời, hay biết chỉ tự nhiên đem vỏ bùa vô chỉ, mắt trợn trắng lên ai mà biết. Tao chạy quá, tao mệt, tao uống mình... tao khang cổ, tao nói không được. Tưởng vong về không à. Vong nó nhập mày trước chứ nó nhập tao à. Cái đầu mày như sân bay nó đậu lẹ lắm á. Thôi đi. Xong rồi phải không thầy? Thôi trên đời thầy ơi, thầy ơi. Cái nước để ngoài nắng nhựa không uống muốn chết. Trời ơi, trời ơi, trời. Tôi chết rồi. Cái nhà này như vậy là không ổn. Thầy ơi, thầy đọc bài kinh, bài chú của thầy thì giúp ba con đi thầy ơi. Tao sẽ lập đàn. Thầy coi. Tên gì? Chí tài.
gì, tuổi gì? 72 tuổi, 72 tuổi, tuổi tính. 72 tuổi. Mobile. Chết mày á, mày chứ mạng mobile gì, mày bị điên hả mày? Ba cũng xài mobile. Tao nói mạng là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mày mobile Viettel gì ở đây? Hỏi vợ con kìa chứ mạng ba con. Dạ. Sao mày không trả lời mày để nó nói mày điên à? Không biết mạng quả. Mỗi lần tao nhập hồn tao mệt muốn chết. Dạ xin lỗi thầy, Dạ mạng quả thầy ơi. Mạng quả. Cười. Biểu hiện bất thường là cười. Hay cười. Em mày cười có gì đâu bất thường mày. Em hàng ngày mày có cười không? Biểu hiện mà cười mà bất thường hả mày? Không phải, thầy nghe con chia sẻ là tại vì ba của con hồi nào giờ rất là trầm tính. Ông ít có cười mà dạo này ông hay cười vu vơ lắm, nhìn sợ lắm thầy. Mày phải nói rõ như vậy có nghĩa là bình thường là trầm tính, bây giờ mới hay cười đúng không? Dạ đúng. Nói cho rõ ràng. Dạ dạ. Không biết thầy không? Bình thường trầm tính hai đúng luôn. Đột nhiên hay cười. Dạ. Tiếp theo biểu hiện nào khác thường nữa? Hay đi chơi. Dạ. Hay đi chơi. Uống trà sữa. Uống trà. Tông ba tông bốn. Tông. Chơi với mấy đứa nhỏ nhỏ không à? Hát buổi chiều. Hát. Đi chơi khuya lắm. Khán giả đông lắm. Hay đàn đàn. Hai đàn. Mày làm thế nào? Hai mày làm đây đi. Hai bay cầu nè. Đi. Hai mày làm. Đi. Hai mày làm. Ủa đúng. Ủa, làm sao thầy đâu hiểu ý thầy sao? Ý thầy là... Vô đây nãy giờ đau muốn chết, tao phải ráng đứng tao làm. Mà ông nội nó hỏi, đứa này tấp. Năm sáu thứ ông nội tao đọc cho kịp. Ăn tiền tôi bay nhục lắm á, tao nói thiệt á. Không phải thầy thông cảm, tại vì ba con quá nhiều biểu hiện thầy ơi. Dạ, bây giờ thầy đó thầy. Bây giờ thầy tôi ráng... Người ta chuyên nghiệp, người ta viết một cái tờ giấy ra, rồi ta nhìn vô đó tao đọc cho nó lẹ. Chứ không có ai mà làm cái trò đó trên. Trời, con ghi tờ giấy, chờ con chút. Dạ, thầy chờ chút xíu thầy. Tại không biết, không có sự chuẩn bị, thầy thông cảm thầy ơi. Con phải dặn dò chồng con. Dạ. Nó hối là nó đã khùng lắm rồi. Dạ. Cứ làm ba cái chuyện như vậy rồi thầy không có cách nào mà thầy làm được. Cảm ơn con. Tiền điện tháng 9. Mày đưa cái bill tiền điện cho tao chi. Ông bị điên cái ông mũi này. Ông sao vậy tự nhiên đưa thầy. Thầy nói giấy gì? Mà tao nghĩ đi tao về tao không. Ôi thầy ơi thầy. Ê tụi bay coi thường giờ giúp tao quá. Mẹ tao rảnh tao tới đây tao chơi với hai vợ chồng mày hả? Có giờ đuổi hình bất chữ hả? Phải không phải thầy thông cảm đi thầy ơi. Thầy ràm rối quá thầy kêu là. Tao quá mệt mỏi. Thầy kêu là lấy một tờ giấy thầy gì. Thầy không đâu nói. Là thầy kêu là thầy ghi cái sớm. Giấy là viết nội dung của ông vô. Thầy ơi tại vì không. Dẹp đi. Dẹp đi. Thầy cao tay. Lấy kim lên đây. Mệt mỏi. Mày đưa cái lưỡi hoài. Hàng xóm con có những cái tướng kỳ khúc khích rỉ rả kỳ. Con sợ lắm thầy, nó cứ chiều là con nghe hí 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 vậy đó. Ta đã nói cái dòng nữ này cái nhu cầu sinh lý nó cao lắm. Mà mày đừng lo, quỷ nào chứ gặp thầy yên tâm, không sợ. Thầy sẽ trục xuất nó về địa ngục. Dạ. Quỷ nào gặp thầy rồi cũng chết. Biết rồi. Mày lấy bùa chứ mày lấy nước làm cái gì? Vô vậy hả? Đi dân à. Ê. Tao sẽ ăn mày đi bắt đi hồng. Phải chay. Kéo tao ra đầu tiên tới rồi. Phải chay mày. Mày xích mẹ cái gì vậy? Trời ơi bánh. Bánh xe nách. Hey. Thích coi. Trời ơi con trai đưa mẹ cái gì vậy? Bán hàng online hả? Ê con bánh xoan rồi. Trời cái này bánh tráng mà. Trời ơi sao thầy ơi thầy. Đừng. Chết tặng. Cái gì vậy? Ba mẹ. Ông thấy nó sợ quá tụi nhát nó chơi ai về nó xỉu luôn rồi. Coi nó có sao không vậy? Thầy ơi. Ủa sao đi hành nghề đem đồ ăn không vậy trời? Chắc đi dọc đường đói bụng rồi ăn dặm vậy đó. Ai đây? Dạ thầy con.
Thầy gì? Thầy ơi, thầy. Thầy ơi, ba con hỏi thầy ơi. Dạ. Đâu rồi? Dạ. Dạ. Đúng rồi, thầy nằm. Thầy. Ba. Thầy. Ba. Thầy. Ba của vợ con đó. Hai đứa ba đã dặn bao nhiêu lần rồi? Ba không có ở nhà, không có cho bất cứ người lạ nào vô. Tại sao có mặt của cậu này? Dạ thưa ba, đây là thầy con. Đây là thầy con thật. Thầy gì? Thầy bà gì mày điên, tao có dạy mày nào mà thầy cô gì đấy. 20 tháng 11 thì đâu có tặng quà cho tao, mày điên mà thầy cô gì mày điên hả? Dạ con bán hàng online bác. Dạ. Bán hàng online? Dạ, đẹp. Sao ăn mặc gì kỳ cục vậy? Bác bán cua Cà Mau nè. Ừ. Dạ, bác ăn không? Cái này là cái gì đấy? Ừ, cái này, cái này là cái gì? Này kiếm tập dưỡng sinh. Kiếm được tập dưỡng sinh. Thấy cực, thấy cực. Sinh. Dạ. Ừ. Thấy cực đó bác. Tuổi này mà tập dưỡng sinh hả? Không thích thôi bẻ. Không thích thôi mình bẻ. Ủa? Chị nhỏ. Thầy, sao mà... À. Ủa? Còn mấy cái vỏ đó là... Vỏ bùa của thầy con. Phải. Dục, đi dục, À, là dục hả thầy? Ba cái đồ của giao hàng thôi. Dục. Bỏ. Bỏ. Nè. Dạ. Ba đi ra ngoài. Dạ. Chút ba trở lại. Dạ. Nha. Ba không muốn bất cứ người lạ mặt vào trong nhà. Mà ba ơi, ba đi sao ba đeo mặt nạ quỷ, ba nhát người ta chứ vậy ba? Tao đi đu đưa Halloween mới về. Thấy không? Ở đây bạn bè tao đông lắm. Mày cười cái gì? Mày vui lắm hả? Tao trở lại đây không muốn người lạ, nghe chưa? Xong là đi liền. Ủa sao mặt ba tôi thấy ghê vậy chị? Ừ sợ, em sợ luôn, em con ruột mà em còn sợ nữa. Thấy chưa? Hả? Thấy biểu hiện khác thường chưa? Tôi thấy thầy biểu hiện khác thường. Thầy mới khác thường á. Đi. Ông từ là thầy mà ông bẻ kẹo, ông thành shipper luôn. Đúng rồi. À, phải thuận theo ý con quỷ đó. Phải không? Tưởng thầy hèn nhát chứ. Mày điên à, thầy làm sao hèn nhát được con? Nhìn cái ấn đường của ông là tôi biết ông đã bị ma nhập rất nặng rồi. Đúng rồi, ấn đường tối. Bây giờ mà ta giao chiến với nó thì chỉ có tổn thương đến tâm hồn và thể xác của cha của các con mà thôi. Dạ đúng. Ta phải thuận theo, ta làm như ta sợ nó lắm. Dạ. Thấy cái mặt đó không? Sợ, con cái mặt con sao sợ mà. Giờ này mà đi chơi Halloween, đúng chưa? Đúng rồi. Rồi nó bạn bè ta ở đây nhiều lắm. Dạ. Mã không mà bạn nào. Đúng. Phía trước một cái nghĩa địa. Mấy trăm cái mã ngoài đó. 101 cái mã ngoài đó. 101, ôi 50 cái mã ngang, 60 cái mã dọc. Ý 50, 60 là 110 á. Con cái bị giải tỏa rồi, mày không biết thôi. Hiểu chưa? À, là chính cái bị giải tỏa hết hả? Giải tỏa. Quan trọng là nhìn cái ấn đường không đi. Bắt đầu ấn đường tối xuống. Dạ. Là dấu hiệu của bị nhập chưa? Thấy chưa? Dạ. Tóc bắt đầu vàng đi. Đúng rồi. Không, cái đó là do nhuộm thôi, không cái đó là do nhuộm. Vậy hả? Nhưng bắt đầu nó ra cái tóc bạc nhiều. Dạ. Có nghĩa là suy, tính lực đang suy hao dần tại vì nó nhập vô người ổng rồi. Rồi quan trọng nghe nè, cái ấn đường. Không, cái này. Cái nhãn tiền. Chân mày. Không, nè, đây. Bàn tan. Không, nè. Thái dương. Không. Chân tóc. À, không, nè. Chân tóc chứ cái gì nữa. Không. Bàn tan. Bàn tan. Da của ổng á, da của ổng á. Nó tái lại. Ủa da, thầy nói da thôi chứ thầy làm gì thấy ghê vậy thầy? Da nè. Chị đây cũng da nè. Da tai mày điên ha, cái này da đầu. Cái da mặt nó tái lại. Cái môi lợt luôn. Ông có phun chân mày đúng không? Ủa sao thầy biết hay vậy? Nó làm lợt màu ông luôn mà. À. Đức cha, vậy là ba phải đi dặm lại hả? Dặm lại gì? Dặm nó không ăn mực đâu. Bây giờ nó bị chiếm cái linh hồn rồi. Không, giờ thầy sao ơi. Thầy? Giờ sao thầy ơi? Thầy sẽ nói cho các con nghe. Nó gần nói xa gì giờ lập đàn với thầy ơi. Chúng ta phải tìm trong ta một cái linh hồn khác để hai cái đó nó tương trợ lẫn nhau. Dạ. Thì cái linh hồn khác đó nó đẩy cái linh hồn xấu này về dưới địa ngục ta mới trục ra được. Con dạ, hiểu không? Dạ, hiểu rồi thầy. Làm liền đi thầy, làm liền nha lập thầy. Đàn. Lập đàn. Lập đàn. Dạ, thầy lập đàn đi ạ. À. Dạ. Lập bài đồ ra đi. Bài. Đồ đâu mà bài. Cái túi của tao đó. Nãy thầy kêu dục rồi. Dục, mới dục cái tức thì luôn. Dục xuống sông, trôi. Trời con điên. Ủa, trời ơi, tao thấy nó... Cái cha nó trâu thiệt rồi thầy ơi. Ủa sao mày, mình diễn, mày giấu rồi thôi cho ông đi vô rồi mày lôi ra chứ. Không có, dục... thấy mặt thầy chân thành lắm nên con dục thiệt. Mày gài nó vô đi hại tao phải không? Không,
không không thầy, con vợ con tính vậy thôi, còn cái gì làm cái đó đi thầy ơi. Không biết ý thầy tưởng thì vô tri thì mày giục cái giỏ đồ tao rồi bây giờ tao làm sao được. Ráng đi, gấp lắm rồi thầy ơi, con biết thì con kiếm cái gì cũng được mà. Đưa kiếm này. Cái kiếm nãy hả thầy? Cây kiếm kiếm thầy phải không? Không lẽ kiếm của mày? Gì như đồ gấp đá vậy? À, sao vậy? À, móc bọc hả? Gì vậy? Hồi nãy thầy bẻ đó. Dù cái nhà này đúng rồi. Chết thiệt. Còn cái cùi không mày cầm luôn đi. Bây giờ ta sẽ xuất hồn ra để xuống dưới địa phủ tìm ra được một cái dông mà có thể khắc được cái con quỷ trong người của bà của các dạ, con. Dạ, dạ, đợi tao một tí, ta xuất hồn đây. Mày vũ đòn hả mày? Mày vũ đòn hả? À, mày vũ đòn hả? Mày con điên mày làm gì múa vậy ta? Ủa, thì hãy kêu phụ thầy lên. Mày phụ, ai mượn mày phụ tao? Mày vũ đòn mày xui thiệt vô khen đen nè. Không có, tưởng thầy làm gì là phải làm theo đi. Tao đang lập đàn mày múa gì vậy? Không biết. Người ta đang xuống dưới địa ngục, vô tình gặp lễ hội. Dạ. Nó đang múa, tao phải múa theo. Tao đang gặp một cái dòng, tao nói em ơi có thể đưa cùng anh không? Quỷ vợ mày nhào vô nhảy cái nó bỏ giận bỏ đi luôn. Ủa sao nó giận vậy thầy? Nó có người nhảy thì mời tao chứ. Nó quạo tao. Không biết thầy ơi, con biết tưởng tao không hỏi được cái gì hết á. Dạ, dạ. Đừng có phá đúng mày. Thôi được rồi, được rồi, làm đi em không có làm gì nữa hết. Mày ngồi như pho tượng đi. Dạ dạ dạ. Rồi sao mấy cái con này hỏi tại sao có mấy cái con vợ này tại hỏi sao đàn ông nó không yêu nhau dần thiệt á. Ủa thầy nói tự nhiên thầy thay đổi cái tính con luôn vậy thầy? Không phải, mày cưới con vợ này mày không ở nó được. Bây giờ tìm ra là phụ nữ không còn điều thú vị, mày hiểu không? Mệt mỏi. Nói giờ không biết đường về luôn á thiệt á. Hết năng lượng rồi mà nhập không nhập nổi luôn. Thì nó mỗi lần nhập nửa chừng thì nó làm cái xin lỗi thầy ơi, con xin lỗi thầy ơi, con không phá được, con không dám làm gì nữa hết á. Bây giờ như vậy đi. Thầy nói. Dạ. Đi qua đây ngồi. Cái chuyện này nó hệ trọng lắm rồi. Khoan thầy, cho con hỏi con tới gì. Sao? Hồi nãy mình đứng đó mình nói cũng được mà, mắc gì phải ngồi. Tao mệt. Chuyện đó là như vậy. Bây giờ tình trạng của ba con là đang bị cái dông đó nó làm cho cái năng lực suy giảm. Dạ. Giống như là cơ thể của một con người đang mất cái hệ miễn dịch, có hiểu không? Dạ hiểu. Thì bây giờ cái cần tìm cho ông ta là một người phụ nữ. Đúng ý anh. Nhưng không phải là một người phụ nữ bình thường, mà cô ta cũng phải là một cái người mà bị một cái dông nào đó dựa, mà cái dông đó cái năng lượng nó khắc cái dông trên người của ba con. Rồi sau khi họ tiếp xúc gần với nhau một thời gian, nó sẽ đẩy ra. Khi cái dông đó yếu, ta mới gặp ba con ta trục, ta lấy cái dông đó ra được. Hiểu chưa? Thầy ơi, mà phải cái dông như phải mạnh để đẩy ra hả thầy? Chính xác. Rồi lỡ nó yếu rồi nhà con thêm hai dông luôn hả? Không. Đâu có rủ nhau chơi bạc ti vậy được con. Con sợ lắm nha thầy. Thầy biết được một cái người này. Tại thầy không tiện nói ra mắt công tụi con nói là thầy... Không tiện. Không có thầy ơi, mời thầy tới đây là giúp đó thầy. Cái cô này hiện nay đang theo thầy đi làm từ thiện. Hoàn cảnh cô tội nghiệp lắm. Ôi vậy tốt quá thầy ơi. Cách đây 3 năm thầy thấy cổ trong khu lao động. Cổ làm nghề làm neo đó con. Dạ. Bữa móc khóe mà móc sâu quá, cắt luôn cọng gân chân của khách. Trời ơi, móc khóe mà móc tới cọng gân người ta ra. Hay vậy thầy. Xịt máu ra liên tục mà khách nó đau quá, nó đạp một cái cạch, cái cổ rớt từ lầu 6 rớt xuống đất. Chết. Đập đầu. Chết không? Đưa vô bệnh viện trong cái giai đoạn mà thập tử nhất sinh, thì lúc đó cô bị một cái dông khác nhập vô cái xác này. Nhập vô. Mà cái dông đó là ai con biết không? Là ai? Tao bấm tao thấy đó là một cung nữ người Huế làm trong triều đình. Trời ơi. Vậy là năng lực lắm. Vậy là đúng rồi. Nên cái người đó mang cái năng lực của thời xưa trong triều đình thì mới có thể áp được con quỷ của ba tụi con. Rồi vậy sao nãy thầy không chịu thời gian? Thầy ơi, thầy mời cái người đó tới đi. Thầy không có dám nói, ta nói ra mắt công tụi bay nói, tao lường gạt mày. Thầy ơi, bây giờ ba con như vậy rồi, ấn đường tối thui rồi, phải làm sao? Cô có người rất đàng hoàng, cổ làm từ thiện không, hiện nay cổ đang không có ổn. Nhưng mà thầy đọc chú hàng ngày, cổ bắt đầu đang ổn dần. Bây giờ thầy... Nếu như được,
ta giới thiệu cổ đi. Dạ, dạ. Quen với ba. Dạ dạ dạ. Mời thầy, thầy liền luôn thầy. Liền nha. Dạ, liền liền cũng được. Liền nha. Dạ liền. Thôi, chết tao rồi. Cái gì nữa vậy thầy? Làm ăn như vậy là chết tao rồi. Sao vậy thầy? Nó cái điện thoại tao để trong cái vỏ mà con quỷ này nó giục rồi, bây giờ tao điện bằng cách nào thì bà hại không mà. Ý trời ơi, nó đây, nó đây. Hết hồn nó đây. Trời ơi, con quỷ làm hết hồn. Thiệt tình, để ta điện cho cổ vô. Ủa thầy ơi, dục dục vong cho thầy không dùng tâm linh tương thông mà phải không? Không, 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 bây giờ cổ là một cái người bình thường. À. Cái vong nó vừa vô thôi. Dạ, dạ, dạ. Chứ cổ là cái người bình thường con à. Dạ. Ta đang khắc 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 cái người đó. À, cô à, cô vào đi. Ừ, gia chủ họ chịu gặp cô rồi đó, cô vào đi. Đợi chút xíu. Cốt của cổ ngày xưa là cung nữ, phục vụ cho đức vua bên cung đình Huế, nên cốt cách rất là sang trọng, dịu dàng quá à. Thi thoảng cô hay có những cái động tác quen thuộc như là rót trà để dâng vua. À, nhiều khi mình nhìn không quen. Con rót trà, rót trà, rót trà, rót này, rót trà, rót trà, rót trà sập xám quá thầy. Rót... không, không có. À, khi cổ sốc gì là cô gõ song lan đó. À, là cô gõ song lan hát cho vua nghe đó. Đàn hát cho vua nghe. Đàn cho vua nghe đó. Còn cái này là xòe quạt con. À, múa quạt. Dạ. Xòe quạt. Chứ còn đánh bài là người ta phải nặng vậy mới lên đánh bài, có hiểu không? Dạ. Đừng có nghĩ bậy cho cô. Dạ. Cô tao nhã lắm. Dạ. Cô nói Huế hay lắm. Người Huế thì người ta hay ca hát rồi thơ văn được. Dạ. Cô hát một tí cho gia chủ họ nghe. Hát về quê hương đi cô. Dạ dạ. Quê hương của cô đó. Dạ. À, chào chào cô. Dạ dạ. À, con chào cô. Dạ. Chào. Ôi, cô lớn con mà cô chào gì con ngại quá. Dạ, chào cô. Chào. Dạ. Cô ơi, con ngại quá. Dạ, chào cô. Ê, nó dạ. Nghe nè, mày bò xuống luôn đi. Mày làm cái gì vậy? Tới người ta lịch sự rồi mày cái con này. Thôi được rồi cô, không sao đâu cô. Trời ơi, đã cái thầy cô vậy, cô đi đứng khó khăn, cô hụp lên ngồi xuống chi thiệt. Thôi, để cô hát đi. Dạ, dạ. Để cô hát đi. Dạ. Mình là người Huế, mình ca bài về Huế đi. À, hay quá. Chỉ đi mô mà cùng nhớ về. À, chưa, chưa có Huế luôn á. Tại vì à, à, cô đi nhanh quá, cô đi nhanh quá, nó lướt qua Huế rồi. À, thôi thôi, à, mình làm thơ văn đi, thơ văn đó có vẻ hợp lý hơn. Cô này làm thơ giỏi lắm. À vậy hả thầy, mời làm thơ, mời làm thơ. Cô làm một bài thơ cho họ nghe chứ đừng có ca nữa. Thơ Huế. Hôm nay đứng giữa cung đình. Ừ. Đình. Nó nói là đình chứ không biết là không phải đó nha. Ủa? Nhiều khi cùng tới thẳng cung đình chính mắt tận thấy nó là ngộ ghê. Thơ gì kỳ vậy? Không không, cái câu đầu tiên hôm nay đứng giữa cung đình là bà tỳ nữ của vua làm. Mấy câu sau là mẹ massage đọc. Bà bị dựa mà. À, là hai cái giọng nó đối lập nhau đúng không? Bà bị không dựa. Phải không thầy? À, cái cô này là chắc là hồi xưa cô làm trong triều đình, cô hay có những cái mật mã riêng nữa đó. Cho tôi qua nói chuyện với cô được không? Cô có dễ gần không vậy thầy? Cô giao tiếp tốt lắm. À vậy hả? Dạ. Cô thích nói chuyện với người lạ lắm. Hỏi thăm đi, hỏi thăm đi. Mình nói chuyện nhau một tí, đi giao tiếp. Dạ, chào cô. À, chào. Cô hỏi thăm sức khỏe cô đi. Cô khỏe không? Dạ, tôi ăn cơm rồi. Cái người của triều đình á, à, lâu quá rồi, nó lâu lâu nó còn hơi chậm. Anh cứ đi từ từ. Thôi đi, kiên nhẫn lên, kiên nhẫn lên. Cô ăn cơm có ngon không? Tôi khỏe. Nó bị delay cái câu nãy đó. Giờ nó tới rồi nè, thấy không? Bây giờ anh nói tới câu thứ ba là nó cân bằng anh liền. Cô tới đây bằng gì? Mày đừng hỏi nữa. Bà chửi tôi luôn rồi. Chắc cô không thích giao tiếp lắm. Thôi bây giờ thế này. Thôi, mời ngồi, mời ngồi. Mời ngồi, mời ngồi. Dạ, mời cô ngồi.
Mời con ngồi. Dạ mời thầy. Tập trung vô đi bà nội, bà tập trung vô đi bà nội. Ôi vậy là cô này hiện nay là cô đang làm việc. Dạ, làm việc. Từ thiện không mà. À dạ. Sáng đi phát cơm cho người. Nhưng mà hơi khó giao tiếp hả thầy ha? Không sao. Dạ. Tại vì cái gì nó hợp nó mới nói chuyện được. Dạ. Nó hợp. Đúng nó rồi, hợp. Đúng rồi, nhiều khi về với ba hợp với ba rồi sao? Hiểu không? Bây giờ cô sẽ làm quen rồi biết đâu hợp rồi tiến tới với nhau. Cô. Dạ, chào cô. Dạ. Cô tên gì cô? Hả? Cô tên gì á? Thúy Liễu. Thúy Liễu. Dạ dạ. Cô năm nay cô nhiêu tuổi ha? 37. Dạ. Nghề nghiệp hiện nay của cô là gì á cô ha? Tự do. Sao mới nói là từ thiện? Là từ thiện đó. Là tự do. Dạ. Là đi đâu cũng được hết. Dạ, cô đi từ thiện ở những đâu rồi cô ha? Đi cũng thì đó. Đó. Cách cô chào tiếp vậy đó. Thôi đừng hỏi nhiều cô rối. Đừng hỏi nhiều cô rối. Thôi. Ủa ba có mấy con đâu rồi? Tìm ổng đi đi ra. Cô giới thiệu nha. Giới thiệu mà tìm thầy nói với con cái là khi mà cô này giao tiếp được với ba con á, làm ơn nói là giữ tài sản lại, đừng cho người ngoài. Yên tâm. Dạ dạ dạ. Cảm ơn thầy. Đi tìm ba, đi tìm dạ, ba. Dạ 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 thầy. Đừng có hỏi nhiều nha. Ôi. Gì vậy má? Má bà nội mày. Tao là má mày nha. Thì bây giờ tao xong rồi má cứ nói bảy giờ bà không mà xém xíu bể bánh rồi má thấy không? Nào giờ tao có biết cung đình Huế cái gì đâu mà mày kêu tao nói tiếng Huế. La cái miệng mày đi, đồng hồ nó cầm hai đầu con hai má con mình. Mày hay à. Tao đang đánh bài, tao đang ở trong sòng á, mày kêu tao lại đây. Ở đây làm gì? Ở đây không giàu lắm. Ráng hôn cái mẹ này đi rồi hai mẹ con mình khỏi lo. Có nhiều đó cô học bài không được, mụn nậu đập cái bài thơ tôi muốn chết luôn mà đọc tôi hiểu, không chữ nào tôi con bà luôn. Nào giờ có ở Huế đâu một bài thơ. Mày ngang ngược quá. Mày không phải con tao quýnh chết mày à mày rồi. Trời ơi tao mệt quá, tao xả ra. Cái ông già này ông giàu lắm. Ráng thùy mị cua không đi rồi ông đưa tiền cho. Đưa tiền trả nợ đó ha. Cái chèo chậu banh vừa rồi tôi thua lắm. Bà đừng có làm hư tôi bột hư đường. Mày thua tao đánh mày cũng thua đó quá. Ngồi đó yên đi, ngoan ngoãn đi, bà tập trung vô đi. Ráng mà cơ. Bây giờ thì tôi đi toilet cái tại giờ tôi muốn chết với nó luôn. Sao cái nhà rộng quá vậy trời thiệt á. Ngồi đó đi em, bà đừng đi đâu mà hồi ổng ra đó. Trời ơi, cái nhà đẹp quá à. Chưa bao giờ thấy luôn mà mình mơ ước được cái nhà như vậy nữa. À, trời ơi, cái gì? Trời ơi, em quá à. Trời ơi, thích quá à. Trời ơi, cái ghế này nè. Trời ơi, chắc mỗi lần mà tắm xong quấn khăn á, cái ra đây nằm dài xả lai vậy nè. Trời ơi, đẹp quá à. Xong rồi mình mơ chứ bộ, mơ tới hoàng tử nữa. Cái mình ngước lên, mình gặp. Đứng lại. Trở lại đây. Ủa cái gì? Bà đánh bài bà thiếu tiền bạn tôi với tôi ha. Bà trốn mấy chục năm nay rồi. Bữa nay mà dám tới đây. Bà gan quá ha. Ủa mà tôi nói nghe nè, tại sao mà ông biết chỗ này vậy? Để từ từ tôi đi kiếm tiền tôi trả cho ông cho. Ông bình tĩnh đi để tôi nói cho ông nghe nè. Ông hiểu không? Ông hiểu không? Lại bây giờ vậy nè, là coi như á là cái ông chủ này nè, ông là đại gia, ông giàu lắm. Ông có hai đứa con mà không biết sao con ông ở sao mà con ông không có ưa ông, ghét ông đó. Đó, cho nên là hai đứa con tôi và con của ông chủ á mới bàn nhau để mà hại dài tôi vô đây nè, lấy tiền của ổng á, hiểu không? Ông hiểu không? Bà nói cái gì? Ông không hiểu hả? Bà nói cái gì? Tôi không hiểu. Đây nè, tôi nói lại cho ông hiểu nha. Nghĩa là ông chủ ở trong nhà này là đại gia, ổng có hai đứa con ha. Mà bây giờ hai đứa con không biết ổng ăn ở làm sao mà con ổng không ưa ổng. Đó anh coi đó, con mất dạy không? Con gì mà mất dạy vậy, không ưa cha mẹ. Cho nên là con tôi với lại con thằng đó đó là phối hợp với nhau. Để mà tôi vô đây đó, tôi là ăn chia đó. Tôi coi như là xong rồi tôi chia. Chia gì? Chia, ông hiểu không? Tôi nói vậy ông hiểu không? Bà nói hai đứa trong nhà này. Ừ. Là hai con hả cô? Đây nè, hai đứa con nè. Đó, ông hiểu không? Là ba của nó là đại gia. Tôi là ba hai đứa hai đó đó. Kiều của mẹ gì có cảm giác gì đâu. Hai đứa đó là con của tôi. Tôi là ba của hai đứa đó đó. Nhà này là nhà của tôi.
Vậy là ông chưa hiểu rồi. Cái gì? Nói lại lần nữa ông hiểu nè. Trời ơi. Ông này nè, là ông này ông là đại gia. Hiểu không? Ông có hai đứa con, ông đang ở làm sao mà con ông ghét ông. Má, con mình má không hiểu thôi má. Con mình bà không hiểu thôi. Gì? Là cái ông mà tôi gài là ông này. Là ông này hả? Đi về con. Vâng. Đi đâu? Cậu là cái gì của bà này? Dạ là thầy con. Thầy mẹ mày chứ thầy giờ cũng giấu nữa. Dạ con là con của má con. Cái gì? Cậu là con của bà này. Mày xin xin cái gì đó? Bây giờ ông nói đi lên phường khai hả mày? Bây giờ con nói vậy bà. Cậu có biết là mẹ của cậu đánh bài thiếu tiền bạn bè của tôi với tôi hả? Mày sao biết không? Sao mày không bỏ cái tập đó vậy? Thì có nói. Buồn mẹ lắm. Mẹ cứ như vậy hoài à. Mẹ mượn nợ hoài à. Thưa bác, con biết là mẹ con sai lắm. Con nhận tiền của cái thằng rể của bác đó. Cái bác con làm thầy pháp, đưa mẹ con vô gài để yêu bác để mà moi tiền bác đó. Nó thẳng cái gì con chịu không có nộp cái đâu mà vì đồng tiền con muốn trả nợ cho mẹ con phải làm thôi. Mày nói cái gì vậy? Mày nói cái gì nữa trên phường người ta vẫn lên cũng khai y vậy à. Bác hiểu không? Thì bây giờ con nói thẳng ra cái chuyện nợ nần của mẹ con với bác thì con hiểu. Từ ngày mẹ con mượn nợ bác, con nhục lắm. Ông hiểu không? Ê, bà của mày bà không hiểu vậy đấy, tôi nói đi. Con đưa mẹ con lên chùa để sám hối. Ngày nào con cũng bắt mẹ con ngồi nghe kinh, nghe thầy giảng đạo làm người để đừng có sai trái nữa. Mẹ con dạo này cũng tu tâm dưỡng tánh lắm rồi. Từ ngày bước vào ngã Phật, hai mẹ con của con chuyện nợ nần con dường như quên hết. Không nhớ mà ai nợ nần ai gì nữa hết. Thôi đi về tụng kinh giết mẹ đi. Đi về tụng kinh. Bài kinh đang đọc nửa chừng. Đi. Đứng lại mày. Hả? Đứng lại. Mày có kinh mày tụng tụng đi. Cứ tao tụng. Không? Để tôi có mình mà bà không hiểu thôi bà nội. Đi. Đi về. Đi về tụng kinh. Đi. Đi về. Vậy là hiểu rồi đó. Đi. Ê. Ai vậy? Dài tay lưng. A dưng tay lại. Dưng. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ đặc biệt. Nghệ sĩ Trân Thành trong vai đại ca Xuân Châu. Mày thấy chưa? Mày thấy đại ca của tao chưa? Hồi nãy thằng nào trì là em ổng đó. Hồi nãy thằng nào đưa tao chai rượu để uống xỉn quá mày. Trời ơi. Em tưởng đại ca là nhảy, nãy giờ nhảy không hả? Nhảy bà nội mày, tao ra quýnh lộn mà tao không thấy đường luôn á. Xỉn quá hả? Xỉn quá. Xỉn quá đại ca. Ủa ai vậy? Làm việc nào đội nón lá mà a cha cha cha. Trang Dương. Dương hết tập 1. Rồi xong. Ê đứng lại. Đứng lại. Thằng MC mất dạy mày ra đây. Sao chửi con luôn vậy? Cả thế giới đều biết tao mắc nói. Tao mới ra tao nói có câu mày cười hết tập 1 mày. Thì cái tập này nó đến đây là hết rồi. Qua tập 2 người ta mới hóng. Hết con mắt mày. Tao cũng mắc nói mà mày thật chưa nói một câu nữa đó. Mày cho tao nói là ít nhất cũng phải được một câu. Rồi, diễn. Trang Dương, mày nghe tao nói nè. Hết tập 1. Mất dạy. Mày đứng đó. Mày đứng đó. Mày đứng đây. Mày đây. Bước ra đây. Nha. Xương sườn mày là nấu phở là ngon lắm nha mày. Nha. Tại vì tập này nó bán không được quảng cáo á. Tao chưa nói gì sao mày đuổi vô hết rồi mày. Thì đó, tập này bán được quảng cáo, qua tập sau mới bán được quảng cáo. Mày nói luôn đi, tập mấy tao mới được nói. Qua tập 3. Cho tập 3 đi. Tập 3 diễn. Ở đầu hai con voi qua đây vậy. Bớt lại mấy đứa. Trang Dương. Tao nghe đấy. Mày hãy nghe tao nói. Mày nói đi. Hết tập 3. Mày chết là. Ê, đứng lại. Bây giờ mày nói tập mấy tao được nói. Mày làm một lần một luôn nè. Tập cuối. Tập cuối đi. Diễn. Trang Dương, mày hãy nghe tao nói. Tao không muốn nghe. Đi về, nó muốn nghe nó thôi, đi về. Ủa gì kì vậy? Cái gì kì vậy? Phim chiếu gì kì vậy? Mày bước ra.
Mày kiếm chuyện người ta hả? Ê sao quánh lộn mà tao nói chuyện mày không muốn nghe tao nói là sao? Có chuyện gì mà giải quyết nhanh ngọn lẹ đi. Tại sao mà bên phe của mày tối ngày qua đây tìm cách ăn cắp bí quyết làm bánh bao của bên cảng của tao là sao? Bây giờ mày muốn cái gì? Cái gì của ai thì nó sẽ thuộc về người đó vĩnh viễn thôi. Cái gì của mày? Không có cái gì trên đời này của mày đâu. Cái bí quyết làm bánh bao ngon là của cảng tao. Đúng. Mày không có cái cửa gì mà mày qua đây hết trơn á. Xin lỗi mày, ngày xưa mày chỉ làm bột thôi. Từ khi tao chế ra cái nhân mà ăn cắp cái nhân bị gắn vô thành cái bánh bao. Chứ mày có biết làm bột để làm gì không? Làm bột để bọc cái bánh bao. Không, làm bột là để bọc tay chân lúc mà mày gãy nè. Bây giờ quýnh mày gãy tay gãy chân. Trời ơi trời. Mày nói chuyện giống như tao sinh ra, ba má tao sinh ra để cho mày quýnh vậy trời trời. Mày chờ đó, mày đứng đây mày chờ đi. Cái gì? Đó. Lấy hàng ra. Hàng đâu? Hàng đâu? Cái gì vậy? Vậy? Hàng đâu? Dạ thưa đại ca, bên đài truyền hình căng lắm, không cho cầm dao chém nhau đổ máu, làm ảnh hưởng đến con nít, cho nên tưởng tượng thôi. Ê, quýnh lộn sao mày? Hả? Tưởng tượng quýnh lộn có hàng cho quýnh sao? Mình quýnh tưởng tượng có dao coi như chém thằng nào đó, tự rớt đầu đấy. Trời ơi trời, gì đó. Không lẽ nguyên một khu vực này không một thằng nào có một cây dao? Mài dao, mài kéo đi. Quý vị đã nghe thấy cái gì chưa? 10:30 đêm, cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng đã được xuất hiện. Dân Kiều Minh Tuấn trong vai cậu bé bán dao. Mày lẹ đi, người ta lấy xe về hết trơn kìa mày ơi. À, mua dao dùm đi. Rút. À, mày anh ta đặt u đặt hả? Ủa, mày cầm cái gì vậy? Cái cá. Bây giờ vũ khí đã có trong tay, giữa hai chúng ta phải có một người ở lại và một người ra đi. Chính xác. Còn chờ gì nữa? Lên. Lên. Cái gì vậy? Tụi mày. Ê, đừng có nói mày tao, đài truyền hình cấp không cho nói mày tao, nó xưng bạn bè thôi. Ừ. Mày điên hả? Quánh lộn mà kêu bạn bè là sao? Coi như học mẫu giáo đi. Con ghét cái thằng nào cũng thù nó cho mấy cũng đó bạn thôi. Bạn bạn, bạn đừng đừng nó nóng, bạn đừng có đâm tôi vậy thôi. Xong. Rồi, nói lại nha. Rồi. Khoa. Tụi bạn. Ừ, tốt. Không có tâm lý quánh lộn luôn thiệt á. Không có tâm lý quýnh lộn luôn thiệt á. Quýnh lộn mà kêu, ê, bây giờ bạn ngon bạn đánh mình coi. Giận sao? Ok, bây giờ muốn diễn gì diễn, về có người đúp lòng tiếng thế chứ. Rồi, diễn đi. Bây giờ trả tiền giao chưa? Hả? Chưa trả tiền giao đó. Trời trời, giang hồ mà phải sợ một thằng bán dao, rồi bây giờ phải trả tiền cho nó. Chuyện giống như trong phim. Thôi, cái gì cũng vậy, mình giang hồ mình sống được tới ngày hôm nay là mình phải biết điều, ok? Nên bây giờ mày đã giùm tao đi. Tụi bay bao nhiêu đứa tất cả? 1, 3, 4, 6, 10 đứa đúng không? 10 đứa, còn 10 đứa. Tao 3 đứa là 13. Bao nhiêu? Nhiêu một cây? 5.000 cây. 5.000 cây. Bây giờ mà tính giống như bánh bao hồi nãy. 5.000 13, 5 x 13 là ra 16.000 đó. Trả nó đi. Quá xuất sắc. Gia đình mày chắc buồn mày lắm. Tao không cần biết, giờ không có tiền phải không? Thằng MC đâu rồi? Kêu nó mượn tiền nó trả coi. Xin thông báo, MC đã lấy xe ra về. À, nó về rồi. Ngon không quá, cần ngon biết. Ngon tại quá. Sao tao là đại ca mà tao phải trả tiền cho mày? Tao mày quá lão. Yeah! Nhớ sao? Ủa? Trời ơi! Gì vậy? Mày là mày đâu có phải Công Tuấn. Tao nè. Trời ơi, họ lại nhập ra nhau. Ai? Trời ơi, trời ơi. Tao vẫn chưa nhận ra mày. Mày nhận ra đi. Ai vậy? Thằng Tuấn đó. Mày tao là Tuấn nè. Trời ơi. Thằng Tuấn,
Tao là Tuấn nè. Đúng rồi, từ nhỏ tới giờ mình vẫn chưa có đứa bạn nào tên Tuấn. Tưởng đâu ba người bạn đã gặp lại nhau, nhưng tưởng là đổ máu, ai ngờ họ gặp lại nhau. Ông trời xui khiến, trời ơi tại sao, tại sao, tại sao? À sao nó mát cái lưng dữ ta? Đại ca có sao? Sao mày la chi vậy? Tao đứng bên phe kia mà mày la nó giật mình nó chém tao kìa. Em vui, em la. Sao mày chưa về đó mày? Trời ơi. Rút ra. Buy one, get one free. Trời đất ơi. Đang nhận người thân à, cái thằng vô duyên à. Tuấn. Mày không nhớ thằng Tuấn hả? Tao nhớ mày lắm. Nói Giang. Mày khỏe không Giang? Giang là thằng bên này ông cứu nội. Thiệt á, muốn rạch mặt nó ghê vậy thiệt á. Đúng rồi Giang, mày nhớ tao không? Mày hãy nhắc một lần nữa đi. Tao với mày đi học ở Đắk Lắk đó mày nhớ không? Nhớ rồi đúng không? Quê tao miền Trung mà. Đúng rồi, tao từ Đắk Lắk, tao xuống miền Trung, tao học chung với mày đó, ba, nhớ chưa? Ba đứa mình học ở Sài Gòn. Mày sai hết trơn rồi. Hãy một lần thử đúng đi cho tao mừng coi. Bây giờ mình bỏ chuyện học qua một bên được không? Phải nói tới cái chuyện học thì mới nhớ đến ngày xưa ba tụi mình học chung một thầy. Đó là bánh bao đại sư tổ. Đúng. Sư phụ dạy nghề cho ba đứa. Ba đem ta tình như thủ túc. Rồi một ngày đó. Sao mày ngâm lâu vậy? Em đi. Ai nè. Ôi em nào em ra ngoài đường kìa. Ôi mày bơi. Tao nhớ ra rồi. Nói đi. Tao nhớ ra rồi. Đó đúng rồi đó. Từ ngày má tao mất, ba tao phải ở một mình. Tao đã nhớ ra rồi. Cái chuyện của dòng họ nhà mày kể đi chi thằng điên. Mình đang kể cái chuyện của ba đứa mình. Chuyện bánh bao mà. Rồi một ngày nọ, hai tụi tao bị thầy quở phạt. Tao nhớ là chỉ còn một mình mày ở gần sư phụ thôi. Đúng rồi, sư phụ cưng nó lắm. Vậy thì tại sao bao nhiêu năm trời sư phụ đâu? Mày biết sư phụ già rồi, sư phụ chết rồi. Trời ơi, cát bụi rồi sẽ về với cát bụi. Sư phụ chết thì tại sao mày không về với cát phượng hả? Ủa lộn, có nói mày nói gì vậy? Lộn rồi. Có chừng mày bị trừ lương à. Ok, đại chứ anh Di dặn là đừng có kêu tên nghệ sĩ vô là người ta cắt hết. Nói giỡn vậy. Bây giờ sư phụ chết rồi, tại sao mày lại trở thành một người bán dao? Mọi chuyện thay đổi quá, mày già quá rồi, tao cũng vậy. Sao nè? Ngày xưa, ba tụi mình ở chung nhà mày nhớ không? Nhớ. Chia nhau từng cái bánh. Đúng. Từng gói mì tôm. Tao nhớ ra rồi. Chuyện gì nữa? Nói đi. Từ khi má ta mất, ba ta phải ở một mình đến bây giờ. Mày mất hoài. Đang nhớ lại chuyện. Một lần nữa mày kể cái đoạn mà từ khi má mày mất là tao sẽ kể cái đoạn từ khi mày mất. Nha. Thôi bây giờ nè, bỏ cái chuyện học, bỏ chuyện ăn bị gói qua một bên đi. Nói chung mình nhắc đến chuyện tình cảm đi. Đúng. Chuyện tình cảm, nhớ không? Nhớ. Ngày ba xưa, đứa mình, ba đứa mình yêu chung một cô gái. Nhưng mà cô gái đó không yêu tụi mình. Chỉ có tụi mình là gì? Anh trai. Nhưng nó chỉ coi một mình tao là anh trai thôi. Còn nó vẫn yêu mày. Chính xác. Thầy thương mày. Đúng. Con nhỏ kia cũng thương mày. Đúng. Bí kíp thầy cũng truyền lại cho mày. Đúng. Tụi tao thì bị thầy hất hủi để trở thành những thằng giang hồ đầu đường xó chợ. Bây giờ mày trở lại đây, mày coi thường tụi tao chứ gì? Tao không coi thường. Tụi mày thấy đó. Tao cuối cùng rồi cũng chỉ là một anh chàng bán dâm thôi. Cái gì? Một anh chàng bán dao thôi. Mày bán dao mà mày đồ bán cái kia à? Không. Đại ca, đại ca. Đừng. Dao đại ca gãy rồi. Sao cái này? Mất công về đại truyền hình để làm kỹ xảo. Bây giờ tao không nói nhiều với mày nữa. Chuyện của mày đi ra chỗ khác, tao không cần mày thương hại. Bây giờ chuyện của tao là tao xử cái thằng lùn này mới được. Tao đến đây không phải để đùa giỡn. Một rừng không có thể hai cọp. Một nước không có thể hai vua.
từ khi má tao mất. À, tao biết cuộc sống nó quý trọng. Mày có cách nào mày kể chuyện từ khi mình quýnh lộn được không? Được. Bây giờ tao không cần biết từ khi má mày mất lúc nào, nhưng kể từ hôm nay mày sẽ chết. Trời mày. Cái gì nữa? Tụi mày không được đánh nhau ở đây. Tại sao? Không được chém giết ở đây. Tại vì nếu tụi mày chém giết ở đây thì sẽ có một chuyện kinh thiên động địa. Chuyện gì? Chuyện không vui. Không vui là gì? Đó là một cô gái sẽ bị ảnh hưởng. Cô gái nào? Cô gái nào? Đó là cô gái vừa tròn 10. Ủa con lao công này là ai vậy? Trời ơi, nó ra nó muốn quá. Mà con nhỏ này nó liên quan gì đến cái câu chuyện này? Hả? Con nhỏ này liên quan gì đến cái chuyện tao với cái thằng Tràng Dương đánh lộn? Tao nói nè, nếu mà tụi mày đánh lộn thì cô ấy sẽ chết. Chết cái gì? Nó đi vô trong kia, mắc gì nó chết? À... tại vì nếu mày động thủ trước thì mọi chuyện sẽ như thế này. Sao? Thằng Thành động thủ trước. Thằng Thành chém mạnh một góc 90 độ, lao thẳng tới thằng Giang. Nhưng tao nhanh tay hơn, tao chụp tay được tước dao của nó. Quang Thành Thành, Quang Giang. Nó đè vào hai con nữ luôn. Thì ngay lúc đó, tụi đàn em làm gì? Chạy tới tao và vung dao vào tao. Tao đỡ. Tao làm một cú thiệt mạnh. Rồi vô tình cô ấy đi ra. Bạn, lúc đó mình đang làm gì bạn? Bạn đứng coi thôi bạn. Làm gì có chuyện tào lao diễn ra được. Tao nói thiệt mà. Ê, con nhỏ kia đứng ở trong kia nó ra chi cho nó chết. Đúng không? Cái này là do cái con nhỏ đó. Nhưng mà chắc gì tao quánh thằng này. Lỡ nó quánh tao trước thì sao? Đúng không? Nếu trường hợp thằng Giang động thủ trước thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Lúc đó thằng Giang tức điên lao thẳng tới người nó. Và tao hất mạnh tay thằng Giang. Thằng Giang đâm vào ngực con ả kia. Mày lợi dụng thời cơ nhảy qua đâm thằng Giang, nhưng tao nhanh chân hơn đạp mày. Mày văng thẳng vào tụi đồng bọn. Rồi cô ấy vô tình đi ra. Tao không cần ai đỡ hết. Bạn hả? Bạn ơi, lúc đó mình làm gì bạn? Bạn đứng co thôi hả? Tụi mày hiểu tại sao? Từ từ, mày... cái đầu tao như con điên rồi. Nói tiếp đi. Tụi mày có biết tại sao tao muốn bảo vệ cô ấy không? Tại sao? Tại sao? Tại vì cô ấy là người yêu truyền kiếp của tao. Đâu liên quan gì đâu. Người yêu của mày đâu liên quan tới tụi tao. Tụi tao chỉ quýnh lộn thôi. Được. Không được. Như vậy cho nên mày đừng nói nhiều nữa. Chàng Dương, hôm nay mày phải chết. Đừng mà. Ngày mở cái lớp học dạy học mà miễn phí này ra, thiệt sự là rất là khổ. Mình dạy miễn phí, nếu người ta cứ tới đây học hoài,
khổ lắm, làm người tốt khổ lắm. Mở cửa cho đội học viên vào đây. Chào em. Chiều cao sáng láng, thân hình này lý tưởng là để làm ca sĩ nè. Tốt. Mời em ngồi. Chắc là em nhạc lắm đúng không? Tốt. Em mê em nhạc lâu chưa? Lâu rồi phải không? Em học nhạc là em thích cái thể loại nhạc nào? Em thích trình diễn trên sân khấu đúng không? Kiệm lời là tốt. Sao? Yêu âm nhạc cỡ nào em? Cái này thì hơi kiệm lời nhiều quá em hiểu không? Cái gì nó vừa vừa thôi. Em nói chuyện được không? Sao em? Em yêu âm nhạc như thế nào? Âm nhạc đối với em là như thế nào? Anh cần em nói để anh nghe cái chất giọng của em nha. Rồi anh mới biết được anh đào tạo. Anh mới đưa em vô những cái dòng nhạc nào nó hợp lý với em. Nói đi cưng, em đối với em âm nhạc như thế nào? Âm nhạc đối với em là đam mê. Khoan. Đợi xíu. Hai nãy, mình mới nói gì ta? Âm nhạc đối với em là đam mê. Em mới nói luôn hả? Âm nhạc nằm ở trong tim, trong tim nè. Em mê âm nhạc từ nhỏ luôn á. Âm nhạc đối với em nằm trong tim nè, trong tim. Em ơi, nó nằm trong tim em nhưng mà bây giờ cái nước miếng nằm trong con mắt anh rồi. Nha, em nói chuyện nó em gói cái khẩu hình lại nó. Nó hơi dằn qua không anh? Sáng mày ăn bún mắm hả mày? Sao nó cộm cộm giống như cái cọng hẹ hả mày? Không có. Cái gì vậy? Ăn gỏi cuốn. Cái cha vậy đâu phải. Trời ơi má ơi. Đậu phộng. Nhưng mà em nói em nghe nè, âm nhạc đó em nè, trong tim em nè. Biết rồi. Dạ. Ok. Dạ. Hiểu rồi. Ngồi xuống đi. Dạ. Hết sức bình tĩnh. Em ơi, vậy nè. Mình thí dụ ha. Trong cuộc đời mình không phải ai cũng có những cái ngã rẽ cuộc đời, em hiểu không? Đâu phải là mình mê cái nghề nào là mình làm được cái nghề đó đâu, em hiểu không? Bây giờ anh nói thí dụ thôi nha. Anh chỉ nói thí dụ thôi. Em mê âm nhạc nằm ở trong tim nè. Biết rồi má ơi. Em có tên. Biết rồi. Âm nhạc nằm trong tim mày, tao không có cái nhu cầu coi nội tạng mày đâu. Bây giờ nè, anh nói là thí dụ. Em có cái tên, em đặt tên thẳng luôn. Tên gì? Mày tên gì? Hả? Em tên gì? Lúc mà ba mẹ em chuẩn bị em xin em ra cõi đời này á, cứ nghĩ em là ngôi sao rồi. Đặt tên em ấn tượng lắm. Tên là ngôi sao luôn hả? Không, em tên là Quốc Nứng. Anh khẳng định là cái tên nó không có lên sân khấu được em nha. Không, tên em hay mà, tên Quốc Nứng. Em ơi, cái tên nó nghe nó rất là làm khó cho MC, em hiểu không? Đâu có tên ấn tượng mà. Mà nghĩ sao tự nhiên MC lên sân khấu, mời quý vị và các bạn hướng mắt về sân khấu để chào đón Quốc Sao Ca Nhạc. Bỏ nha em nha. Không nên. Không. Cái tên nó hơi nhạy cảm, bỏ. Nên là bình thường có đâu nhạy cảm. Cái tên nó kỳ lắm, em nghe lời anh bỏ. Quốc Nứng là bình thường mà. Em nói anh nghe nè. Quốc là quốc gia quốc tế biết rồi. Nứng tú nứng mã hãy quay về đây cho quân ta được đó. Mày tên Quốc Tuấn hả? Quốc Nứng. Trời ơi, ông nội ơi, Quốc Tuấn mà nứng. Mày phát âm tròn dành rõ chữ ha. Còn lúc anh muốn đổi tên là không có đổi được đâu nha. Tên ba mẹ em để đó là phạt để đặt cho em. Ông nội ta cũng dám đổi tên mày nữa. Mất quá, có gì mình đảo lại thì được. Đảo làm sao? Là Nứng Quốc. Nó cũng về một đường thôi em. Quan trọng không phải là gì, mà quan trọng là cái môi mày phát âm có vấn đề, mày hiểu không? Ha,
Anh nói nghe nè, để tình cũ rồi cho em. Bé ngồi đi, em phải hết sức bình tĩnh nha. Em nghe thầy nói, có nghĩa là có những cái nghề, anh nói ví dụ nha, mình phải tự tạo cho mình nhiều con đường, nhiều ngã rẽ trong cuộc đời. Không phải là mình mê cái gì là mình có thể làm được cái nghề đó đâu. Thí dụ đi, mình nói thí dụ thôi nha. Sao thầy? Mình chỉ thí dụ thôi. Là thí dụ mà bây giờ em không làm được nghề ca sĩ thì em sẽ làm nghề gì? Mình thí dụ thôi nha, mình thí dụ thôi. Ừ, nghĩ một cái nghề nào sáng láng hơn đi. Nếu không làm được ca sĩ, em làm MC. À, mình thí dụ thêm cái nữa đi. Lỡ mình không làm được MC luôn đi. Cái đó là mình lỡ thôi nha. Kiếm cái nghề nào mà nó thoải mái hơn đi cưng. Vậy làm diễn viên lồng tiếng. Em ơi, tại sao anh mở đường cho em mà cứ chạy vô bỏ cuộc hoài cho em? Nằm mê, tất cả nằm mê, nằm mê. Ok, ok, hiểu, trong chim, trong chim, hiểu, trong chim rồi. Cho một ngày nữa đi, anh hứa bây giờ một ngày cuối cùng nữa đi. Bây giờ nếu mà không làm lồng tiếng, không làm MC, cho một cái nghề nào đàng hoàng đi em. Nghĩ cái nghề nào thoải mái lên tiếng. Nếu mà ba cái nghề nằm mê của em không được á, em chuẩn bị hướng đi cho mình luôn rồi. Này, đỉnh luôn, em sẽ làm lực thư. Em đứng là em biện hộ cho người của em á, ai mà cãi em cãi em cãi em cãi em cãi em cãi 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 hết. Mày không làm cái nghề nào dính tới cái môi được không? Sao từ nãy giờ tao mở đường cho mày đi mà mày toàn chọn cái chuyện dùng miệng không vậy? Bây giờ thợ hồ thợ mộc sao mày không làm? Mày làm luật sư mày cãi rồi ai nghe? Thôi, nếu làm luật sư cãi không được á, cho em làm ca sĩ lại đi. Em ơi, bây giờ thầy nói thẳng với em luôn là bây giờ cái khẩu hình mày lạ, không đào tạo được em. Ok. Thầy hết được cứu em luôn rồi hả? Thầy từ chối giáo dục em. Từ chối giáo dục em? Sao thầy nhìn cặp mắt có vẻ khi dễ dạo vậy? Hả? Thầy gì nhìn mất dạy à? Trời đất ơi, cái thứ gì? Hả? You go up. Đây là cuối cùng vẫn không được. Sao cuộc đời em nó nghiệt ngã quá vậy? Đam mê là mới trong tim nè, trong tim nè. Ai mà tao biết rồi, trong tim tao không có dám nói cái gì hết trơn á. Cuối cùng vẫn không thực hiện được đam mê của mình. Buồn, nhìn mặt, mất dạy à. Sao mỗi lần nó chửi, tôi nó chửi rõ vậy ta? Hí, hí. Gì? Mày ơi, mày xí á hả? Cho em hí. Xí tưởng mày chửi tao hí nha. Bây giờ ở nhưng mà cái niềm đam mê đó của em á không thực hiện được, hay cho em gửi gắm vô thằng em của em đi. Ủa, có thằng em nữa hả? Em có thằng em của em. Xí. Tới thầy xí. Sao thầy? Cái mỏ của thằng em nó giống em không? Không. Nó phát âm chuẩn lắm. Phát âm chuẩn phải không? Dạ, chuẩn lắm thầy. Nếu mà như vậy thì được. Dạ. Thầy sẽ không bao giờ mà triệt đường sống của người ta. Dạ. Kêu em vô đây. Cảm ơn thầy. Em trai à, em trai. Em trai. Ủa cái gì vậy? Bắt tay cái. Này là nhà tôi. Dạ. Cái tóc em mới bị chó cạp hay sao mà nó kỳ vậy? Tự nhiên. Tự nhiên hả? Dạ. Ý thằng này nói chuyện rõ quá. Em ơi, sao cái thằng anh em cái môi nó kỳ mà sao em đó. Em hiểu không? Mà nó nói không có được mà nó cứ đòi. Thầy, hí, hí. Thế hả? Hí. Rồi, em trai của em thầy. Nó rất là nó chuyện rõ lắm. Tên nó còn ấn tượng như em vậy đó. Em tên là Quốc Nứng. Nó tên là Quốc Đã. Sao anh em này toàn nằm cái khu vực đó không vậy? Quốc Đại. Quốc Đã. Người ta Quốc Đại, ba là Quốc Đã ông nội. Mày khó khăn đường nói, mày đi ra bên kia đi để tao tâm sự bên này. Em ơi. Dạ. Sao em ăn nói thuận lợi, em không có vào đây sớm rồi em đưa cái ông nội này vô đây, hiểu không? Mất bao nhiêu thời gian của người ta, một ngày tiếp bao nhiêu học viên, mệt lắm em. Anh lớn. Yên lặng đi để anh hỏi thăm em nè. Dạ. Rồi sao? Em yêu âm nhạc như thế nào? Có thể trình bày sơ cho anh biết được không? Phát âm rất là tốt, giọng trầm ấm, tốt. Cho anh biết là cái dòng nhạc em yêu thích là cái dòng nhạc gì?
đó là bô 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 lè 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 rô. Cái audio là tốt rồi đó. Dạ. Mà sao nó dắp đĩa, nó repeat hoài vậy mày? Lâu lâu nó bị sự cố nhẹ cái à. Cái này mà mày cho là nhẹ hả? Sao nó... Em ơi, dạ. Em có thể diễn tả rõ hơn cho thầy biết là em yêu thích âm nhạc như thế nào không? Đó là... Bô 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 lê 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 rô. Hồi xưa em thích ca. Khoan, ok, tới đó thôi. Ủa, vậy rồi sao hát? Nó hát một bài tới chừng nào xong? Nó ta ca một bài 3 phút mà nó chơi mà cái bô là 3 tiếng hồ mới xong nè. Nó nói được có 2 chữ rồi. Tới chữ thứ 3 nó bắt đầu nó dắp đĩa. Chết mẹ, vậy đâu có bài nào 2 chữ trời. Có. Bài ca làm sao? Có. Bài có. Gì? No 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 no. Rồi mày không định vô điệp khúc hả? Mày đứng mày nâu tới chừng nào? Em ơi. Dạ dạ. Cái môi em vậy rồi xem ca sao hai anh em tụi bay ba má đẻ sao kỳ vậy? Môi em bình thường mà. Ok, mà sao em bị như vậy? Hồi nhỏ em không có bị như vậy. Ok, rồi ngồi kể đi, mày kể chắc lâu lắm, tao nói thiệt á. Chứ không có đứng được, rồi còn sao, cái chuyện đó làm sao? Mày ho thì mày ho đi. Từ, bình tĩnh lại. Hồi nhỏ em không có bị như vậy. Ok. Mà thằng bạn em nó bị như vậy. Ừ rồi. Nó sao? Bị là bị cà cái mà cà lâm, mà nó còn bị thêm cái tật cà mụn cà chớn cà lâm rồi cà mụn chi ông nội. Ok nó cà chớn, em mới gây lộn với nó. Em gây lộn với nó mà nó nói chuyện cà dấp em cười quá trời quá đất. Em nói mày bị cà lắm, mày kêu ba mày ra đây nó nói chuyện với tao. Nó chạy về nó mời ba nó ra. Ủa sao mày nói chuyện nó chưa đã mà kêu ba nó nói nữa chi vậy? Ba nó là bán ở ngoài chợ. Mà ba nó bán cà chua không? Cà pháo không? Cà tím không? Cà na không? Cà ri không? Chứ cái gì? Cà điện thoại. Nó mẹ cái cạc đi chứ sao được cà bánh mẹ cái thẻ của ta hả? Thông cảm, chữ đó nó nói dấp hồi là nó bậy. Bà mẹ tao là anh trai mày. Mày nói tao còn muốn ứa máu với mày luôn à. Ủa sao tự nhiên nãy nó bị phát âm không rõ, thôi bây giờ nó bị dấp theo mày luôn rồi. Kỳ vậy ta. Rồi kể tiếp coi sao. Cái cạc điện thoại rồi sao nữa? Rồi xong kêu ổng ra nó nói chuyện với ổng. Ổng không hiểu. Cái nó nói thôi bây giờ ông có ai hiểu được tôi, ông mời ra đi. Ổng kêu vợ ổng ra. Rồi sao mày kêu nguyên dòng họ ta ra chứ vậy? Vợ ổng thì bán cái sạp kế bên ổng. Okay. Là vợ ổng bán cà nè, cà không, cà ri không, cà pháo không, cà chua không, cà điện thoại không, chứ cà gì? Bán cà thôi à. Ông cố nội mẹ cà thâu thì nó là trái cà chua, mày cãi chi vậy? Cà bà bán không có chua. Sao mày biết cà người ta không chua? Thằng này ăn rồi. Nói bán cà chua mà bà bán trái cà ngọt ngọt ngay hà. Muốn nổi mày sao mày cà lắm mà mày lý sự quá hà. Rồi mày tiếp đi. Nghe câu chuyện mà mình rối loạn tiền đình luôn thiệt á. Hết chuyện rồi. Mày chắc tao về tao kêu ông bà già từ mày ra khỏi nhà luôn quá. Má ơi bây giờ thì nó bây giờ nó... máu nó không nuôi não nữa đâu thiệt á. Mày quá trời rồi. Bây giờ hai em ơi, bây giờ tụi em không có ca được. Hay thằng em nó nói chuyện không được nhưng mà nó đọc giáp được.
Nó ca chưa xong nó đọc ráp chừng nào mới hết chương trình ông nội. Bậy. Đọc ráp chuẩn chuẩn à. Ừ. Mày đọc được thì tao là con mày, mày thử đi. Đọc, đọc ráp không có bị cà lâm. Mà mày thử. Hai anh em chứng bị làm bằng nhạc đi hát luôn á. Thử đi. Được ta con. Ê chơi nhái là mất dạy nha. Ta bị liệu theo. Lúc nãy nói rồi nhìn mặt mất dạy ghê. Làm đi ông cố nội. Dạ. Mày mà còn dấp mà một cái nữa là tụi tao xúc mày luôn á. Ê em trai. Nói ông thầy cái vàng môi của người ta nó nói bậy rồi mà. Dạ dạ lại không cố nội hát đi, không cố nội. Dạ. Hát thử đi rồi ráp thử đi. Khoan đi. Đang giận lắm ha, hát không được. Mát hát đi. Hết giận rồi. Đây. Thôi rồi ta đã xa nhau. Kể từ đây pháo nổ dù nồng. Giáp. Bùm 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 bùm. Pháo nổ dù nồng. Bùm 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 bùm. Pháo nổ dù nồng. Bùm 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 bùm. Pháo nổ dù nồng. Bùm 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 bùm. Mày đợi xíu đi, tao lên tao kêu công an phường xuống nha. Ông nội cho mày chưa tới Tết mà mày đứng mày bắn pháo bông nhà tao là sao? Mày đứng mày cứ bùm 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 bùm. Cái tóc tao đã khó mày bùm vậy ra sao? Ông bực rồi. Riết như một con điên hả? Hát được. Tôi khẳng định hai anh không thể hát được. Vậy sao thôi? You get out. Đi ra khỏi nhà tôi. Tôi vô học hát tự nhiên kêu tôi đi tắm ao. Tào lao vậy. Get out chứ tắm ao không có nội tao chứ. Đi về. À đuổi hả? Đuổi. Tao nói một lần cuối. Hai thằng bay đi về. Oh. Đi. Ủa chú đi đâu vậy? Mày kêu tôi đi về. Đi về là kêu hai thằng ông cố nội này nè. Hai cố nội nào? Đây nè. Hai thằng quý học viên. À học viên à. Nó học, vô. Học viên mà kêu cố nội cái gì? Nó vô nó kỳ lắm. Kỳ à? Tụi này đào tạo không được. Ừ. À chào hai anh. Hỷ à? Đây là ai? À đây là ai? Đây là thầy giáo dạy nhạc Chí Tài. Đúng rồi. Ơ thầy Chí Tài đây hả? À tôi là Chí Tài. Còn bên này. Vậy thằng khốn nạn này là ai? Ở đợi. Ở đợi. Ủa đợi ở đợi sao mày? Ủa đợi ở đợi rồi sao? Ủa mày làm gì ta? Ủa mày thái độ hả? Thôi Thanh. Ngồi đi. Ông này nhìn ra dáng thầy dạy nhạc quýnh cặp chân mày là biết thầy dạy nhạc rồi. Còn cái thằng này âm binh. À hay anh tới đây học nhạc đúng không? À đây là cái lớp nhạc miễn phí, thành ra là tôi cần phải biết rõ lý lịch của hai anh. Dạ. À hai anh làm nghề gì nè? Giang Hồ. Kiếm mà trái táo tao để trên này, phóng chúng con mắt mày chơi được không? À hai anh uống nước ép trái cây không? Không. Ủa sao nãy giờ mình giang hồ mình không khai báo danh tánh sớm? Ủa hai anh giang hồ vô học nhạc chi vậy? Vì giang hồ tính nóng học nhạc cho tính nó đầm lại. Vô à gặp thầy âm nhạc à, thấy đã đầm à. Qua gặp âm binh làm là muốn à, có chuyện à. Em hữu nhạc ông Vô Châu không biết hai anh. Âm binh. Ây à, mày nghĩ là hai anh em tao có nên làm cái gì mày không ta? Bỏ đi anh. À, nói cho mày biết nha. Chẳng qua đó là đam mê âm nhạc. Nhảy là nhảy thầy tài. Chứ cỡ như mày á là vậy nè. Ê dạ. Sao không có vệ vệ sinh vậy? Mày khờ quá. Ý tôi nói là cỡ như nó á như cục cứt mũi vậy á. Tao bỏ vô họng tao nuốt cái là nó chết, hiểu không? Thôi mắt tối quá thằng ông nội.
Nó nói mà muốn bỏ cơm với nó luôn à. Móc ở trên mày đi. Mày nhái ai vậy? Em sợ sợ em không có nhái em. Em sợ. Em sợ sợ. Tao cho cài tóc cho mày nghe mày. Ê nha, tụi tao có khả năng học nhạc được không? Ê. Âm nhạc là nằm ở trong tim mà. Trong tim. Em biết rồi, hai anh là thiên tài của âm nhạc. Tao không thích mày để cái quạt ở đây. Trong tim được không? Ồ mát quá. Thích lắm. Giết mấy thằng xạo xạo hết à. Hỏi là hỏi ông thầy nè. Sao học được không? Âm nhạc là dành cho tất cả mọi người mà. Đó. Nhưng mà nếu hát dở như anh thì khó thành lắm. Cái gì? Không. Ý tôi là cố gắng là sẽ cũng được. Cố gắng là cũng học được. Đó. Chừng nào tôi dạy anh mà tôi tắt tiếng là chắc mấy ông nổi tiếng á. Ông cố gắng đi. Nói như kia. Bây giờ vô học liền luôn chứ hả thầy Tài? Cái gì? Tại lớp tôi thì đông quá. Không mấy tôi tính về anh học 246 đi. Còn anh học 357. Không. Hai anh em đi chung cho nên là học chung mà một ngày. Lớp nó đầy quá rồi. Chia nhau học nha. Lớp có 4 đứa là tính luôn hai thầy trò ông. Đầy đông. Ông muốn kiếm chuyện hả? Không phải. Ông sao? Không phải. Bây giờ bữa nay là Chủ nhật. Cho nên là tôi hơi rối. Hay là ông ấy hai anh cho xin thứ điện thoại đi, có gì tôi liên lạc với anh sao? Đúng rồi. Lấy số điện thoại để có lòng tin. Dạ, số mấy vậy? Đọc một lần thôi nha. Dạ. 09. Dạ. 00000. Dạ đủ rồi. Chưa. Đúng. Điện thoại mấy số? 10 số. 10 số mới đọc có 2 số mà ông nội. Này nó bị dấp đĩa. Chú phải tập trung vô hiểu không? Mình phải phân biệt là nó đọc được bao nhiêu số rồi. Chú hiểu rồi. Nghe cho rõ đi. Dạ, anh đọc chậm chậm dùm. Tính nóng lắm. Dạ. 09. Dạ. 00008. 88. Cảm ơn. Chưa. Thì rõ ràng là 09088. Em lại anh ăn nói thuận lợi, anh qua nói giùm em đi, em năn nỉ anh luôn trời ơi. Này, cầm qua đây. Dạ. Tao lợi miệng là tại sao không được không? Thì chú cũng vậy, người ta lợi khẩu hỏi người ta đi. Anh cho xin số phone. Này. Dạ. 0903. Dạ. Không có vậy không vậy. Mày bấm đi. Tao thấy kỳ kỳ. Ủa ông cười cái gì vậy? Không phải tôi. Ông Tài. Dạ không có. Ông cười cái môi thằng em đó, thằng anh. Dạ không, tôi có ý đó, mà tại vì chắc là tôi lớn tuổi rồi, tai tôi nó lãng. Con trẻ con nghe gì bên chú. Kia nó rải, bên này nó lua kì ta. Cho em lại số cái. Tập trung nghe rõ một lần hơn nha. Dạ. 0903. Dạ 0903. Ừ lại không rồi. Dạ tự bấm luôn cho cô nội. Mẹ đọc vậy em nội ai bấm được. Thì nãy không đưa tự bấm luôn. Dạ, bấm luôn giùm em đi. Rồi. Dạ. Gọi qua. Dạ. Thôi. Dạ. Thôi, nhớ rồi. Tên gì con? Tên gì? Dạ, anh tên Quốc Nguyên. Cái gì? Anh Quốc Tuấn. Anh Quốc Tuấn. Dạ. Tuấn, lưu vô. Bên này là anh Quốc Đại, dạ. Có tụi này học là anh cứ yên tâm. Bởi vì ai mà tới đây mà quậy và phá là có tụi này bảo bọc. Không. Bảo thi ca sĩ. Mày bớt nói lại đi. Đã tao dắp mày chọt thì chừng nào mới xong. Không, em chỉ hỗ trợ chức năng cho anh thôi. Hỗ trợ cho anh nói tốt hơn, anh hiểu không? Tụi tôi sẽ bảo quốc mắc tiền lắm, mướn không nổi đâu. Bảo Trí, bảo Trung, nói cái này đúng luôn nè. Tiểu Bảo Quốc. Tào lao. Thằng này nó xàm và dễ sợ luôn. Bây giờ cuối cùng nè, bây giờ bảo gì? Bảo kê đúng không? Không. Chứ bảo gì? Bà bảo đảm. Mấy bà bảo đảm với bảo kê cũng như nhau à. Bà bảo đảm là không có ai dám phá cái lớp học này hết. Đúng rồi. Ai phá cứ gọi cho thằng Quốc đó. Gọi vô đây là xong. Yên tâm đi. Dạ. Hai anh em như ác mộng thiệt. Thầy ơi. Về đây anh. Ai quậy phá cứ gọi anh em cho tôi. Bây giờ tôi về nhá. Dạ. Anh đứng ở nhà cái gì? Cái gì mày nhái ai ơi? Má ơi, khóa cửa lại.
Trời ơi, cái gì vậy chú? Cái gì? Sao chú nhận lời dạy nó? Tôi nói gì? Người ta tới học mà cái lớp mình là lớp miễn phí, làm sao từ chối được? Còn lại chú, tôi nói là giang hồ, học cái gì trời ơi? Chú có hiền lành, cái tánh chú cái gì cũng ừ, cái gì cũng nhận hết trơn à. Chú chưa nói con đó, sao tối ngày cứ mạo nhận chú hoài vậy? Con thương chú, con mới làm như vậy. Một ngày 3-4 ngàn người nha, cái lớp học chú là lớp học miễn phí. Chú làm cái gì chú cũng miễn phí, chú cũng từ thiện hết trơn á. Rồi người ta cứ vô đây người ta lợi dụng. Một ngày con mà không đóng giả làm chú á, con không vòng sơ tuyển audition là chắc chú chết. Mày giả mà cũng chưa có giống cái một rùi đâu. Nãy dán gấp quá nó rớt rồi. Chú kỳ quá. Cái tánh mà cứ hiền lành vậy ai cũng nhận vậy là không có được. Trời, chú nghĩ một tí cho chú đi, làm ơn dùm phước dùm cái đi thiệt á. Cái tánh chú là thương người như vậy ha, hiền lành từ đó giờ không ai sửa được hết. Con đừng có mạo nhận chú mà vô mà làm ba cái chuyện lộn xộn chút xíu là nó chém con chết rồi, thấy không? Kỳ ghê ha. Chửi người ở mà chửi cũng lịch sự nữa. Chửi câu ra dáng chủ cả cái coi. Có chừng nha. U cái đó là chửi hả? Cho thêm tí cảm xúc đi, thiệt á. Sĩ giả vô mặt con đi, bây giờ thiếu chửi con đi. Mày thằng mất dạy nha, mày chưa có mày giả bây giờ mày chửi thử coi. Thêm tí tâm huyết vô. Đúng rồi, đúng rồi, cái mặt đúng rồi đó mày. Ừ đúng rồi, mày là cái thằng đúng rồi. Cố lên. Tổ phụ huynh. Tổ phụ huynh là cái gì? Phụ huynh là người ai đẻ ra mày? Tổ mẹ đó. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, lần đầu tiên mới nghe có người chữ thề tổ mẹ là tổ phụ huynh đúng không cha? Tao không có chữ thề được mà. Trời ơi, thiệt á hả? Ừ, không nói bậy được. Rồi bây giờ thí dụ như mà hàng xóm nó kéo qua, nó quýnh chú rồi chú kêu cứu, chú chửi tôi nói gì? Tổ dân phố. Tôi hết chữa nổi. Thôi vô nghỉ. Trời ơi, ông này sao không hiền dữ vậy trời, thiệt á. Tôi vô nghỉ nha. Ừ. Nhớ. Ở đây coi chừng sàng lọc đàng hoàng. Nhân chi sơ tính bổn thiện, con người sinh ra như tờ giấy trắng, sống sao đừng để thành tờ giấy than. Anh Chí Tài ơi. Ai vậy? Anh Chí Tài à, anh Chí Tài ơi. Ủa anh Chí Tài đâu rồi? Cô ơi. Dạ. Anh Chí Tài ơi. Anh Chí Tài. Anh Chí Tài à. Người hả? Tại sao lại nói như vậy? Xúc phạm nhau quá. Không phải, tại vì từ nãy giờ... Tại nãy giờ tôi đứng đây rồi. À, cô hiểu không? À. Em xin lỗi anh, tại vì em vừa bước vô, em thấy anh, em tưởng đâu cái hình nộm. Em xin lỗi anh, em đạo phép. Ok, em dạ. Được, em có quyền. Dạ, em cho em hỏi, anh có phải là anh Chí Tài không? Với một không gian lớp học như thế này, với một người đạo mạo như thế này, với một bộ đồ sang trọng như thế này, thì em nghĩ... Không phải Chí Tài thì còn là ai nữa? Anh Chí Tài, em yêu anh. Cái gì vậy? Anh Chí Tài ơi, chắc em yêu anh nhiều lắm. Không có nhầm lẫn gì hết anh Chí Tài. Em nè, em là Trang nè, anh nhớ em không? Trang nào? Em là Trang nè, hai chúng mình đã quen nhau trên mạng 2 tháng rồi anh Chí Tài. Ồ có sao? Có, qua những đêm tâm sự cùng nhau, em hiểu nhiều về anh lắm. Bây giờ em mới biết được hình dạng của anh như thế này. Anh Chí Tài ơi, em chắc chắn anh chính là anh Chí Tài. Anh mà không phải Chí Tài, em là con chó. Ừ, vậy con sủa là vừa rồi đó. Tôi không phải là Chí Tài. Không, anh đừng nói vậy. Anh nói vậy chẳng khác là anh muốn em làm chó. Không, làm chó là chỉ có em muốn thôi. Không, anh đừng nói vậy. Chí Tài là chú của anh. Đừng, anh đừng có gạt em. Chú ơi, chú Tài ơi. Cái gì đó? Chú là quen sao? Con nào trên mạng rồi nó nói nó yêu chú kìa. Ai đâu? Ai biết? Anh Chí Tài. Trang.
Trang đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em ủa, cái mối quan đây. Hệ này làm sao vậy? Bây giờ cuối cùng là chú với cái cô này làm sao? Rồi cô với chú tôi làm sao tự nhiên yêu nhau vậy? Em à, em bước qua đây cho chị, nhanh lên. Tại sao em chen chính giữa cuộc tình giữa chị và anh Chí Tài vậy? Không. Em làm như vậy em làm chị mất tâm lý, em hiểu không? Chị và anh Chí Tài đang đồng điệu với nhau, em làm như vậy làm chị phải làm lại từ đầu đây nè. Hả mày? Hả mày? Trời ơi. Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ. Ủa sao em ơi, em làm gì em chọi nó dữ vậy em? Ôi em mới chọi cục đá thôi mà sao nó nổ như mình vậy? Mà sao em không chọi cái thằng kẹo kéo mà em chọi cái thằng kế bên vậy? Em hiểu rồi, em chọi nhắm nó mà hụt cái nó văng cái cục điện, nó nổ cục điện. Mà em mắc cười quá, em có lo cho người ta, có nuôi người ta không mà em làm gì em đánh đập, em chọi người ta, em trả tiền lương cho người ta không hả? Nó bán đĩa nó không đi, nó cứ vòng vòng vòng, nó cứ hello kệ hello người hoài. Ta, kệ người ta, chị dắt nó theo để bấm cái bài đó cho chị. Ủa người của chị luôn hả? Người của chị, em đừng có phá cái cảm xúc của chị, cái mạch cảm xúc của chị. Chị, hai, ba, quay, quay. Thôi. Chị này nó múa không, nó nhập tâm không, nó không chịu nói. Trời ơi, một lần, hai lần thôi chứ mở nhạc gì đâu, mở hoài, nó trừ lương mày nha quỷ. Trời ơi, một lần em thổi, chứ mình nổ. Trời ơi, đừng có mở hello nữa, banh cái nhà hát Hòa Bình mấy ba ơi. Anh Chí Tài. Trang. Vũ duyên thiên lý năng thơ nữa. Vô duyên đối diện nói biết liền. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Chi qua chi lại khỏi chi tiền. Hả? Má ơi thơ hả? Ôi anh ơi, cái gì nữa vậy em? Ủa hai người yêu nhau là cái cách gì mà nãy giờ hỏi không trả lời mà sẽ cứ ôm nhau là làm thơ vậy? Ủa em nãy giờ chị chưa kể em nghe hả? Trời ơi, chị bị thần kinh phân liệt hả chị? Em hỏi chị nãy giờ 8-9 lần rồi đó chị. Anh Chí Tài, mình ngồi đi anh. Trời ơi, ngồi xuống kể nhau nghe ngồi con. Ngồi kể cho em nó nghe. Cái mối quan hệ này là sao không hiểu luôn á. Em biết không, một câu chuyện dài dữ lắm. Trời ơi, sao cái thằng bấm nhạc này nó có tâm ta. Hôm đó chị buồn, chị rơi vào thế tuyệt vọng, chị cùng cực, chị chỉ muốn chết mà thôi. Chị không biết làm gì nữa, chị mới lang thang trên mạng. Lúc đó chị gặp được anh Chí Tài. Anh Chí Tài, anh khuyên chị rất là nhiều. Tự nhiên chị thay đổi cách sống của mình, chị thay đổi cái cách suy nghĩ của mình luôn đó em. Chú em khuyên chị cái gì mà từ sắp tự tử mà chị có thể thay đổi cách sống để chị trở lại thành người? Ông khuyên cái gì vậy? Anh nói em đi chết đi. Sao khuyên mất dạy vậy chị? Cái đó là xuống gì chết mà chứ đâu phải khuyên. Không em cạn lắm. Em không có sâu. Em không sâu vô đối như anh Chí Tài. Ồ, sâu vô đối hả? Ừ, trời ơi, anh Chí Tài đang sử dụng cái kế khích tướng chị. Em hiểu không? Mình mang muốn chết là trúng tim đen mình. Người ta kêu mày đi chết đi là mình không bao giờ chết. Nó đang khích mình. Chừng nào mà năng nỉ, em ơi em đừng chết, em ơi em đừng chết, lúc đó chị sẽ chết. Anh Chí Tài anh sâu lắm. Chị... So deep. Oh yeah. Yeah. Chính ra là chị biến thái lắm đúng không? Em nghĩ là chị có cái gì đó biến thái trong người chị đúng không? Không, chị không biến thái. Mà anh Tài, anh làm cho chị thái biến. Cái gì đó, thái cái gì đó em? Thái giám. Anh Tài bị thái. Không, chú Tài cắt tóc kiểu thái thôi. Chứ chị mới biến thành người thái. Dạ. Em ơi, em đừng có nói như vậy. Em nói gì làm chị làm lại từ đầu nữa. Bây giờ chị đang em lại rối chị... Mỗi lần chị rối là chị phải làm lại từ đầu, em hiểu không? Dạ, dạ, em dạ. Đừng bao giờ làm chị rối mà. Chị, chú có thiệt vậy không? Con biết tại sao chú yêu cô Trang không? Tại sao? Con cũng biết rồi. Chuyện nó dài lắm. Trời đất ơi, hai người này yêu nhau tôi hiểu tại sao rồi đó. Từ lâu chú đã sống một mình cô đơn, lòng trống trải. Thì nói chuyện với cô Trang chỉ có 2 ngày 2 tuần lễ. Khoan, cuối cùng là 2 ngày hay là 2 tuần lễ? 2 tuần 2 ngày. À, thế là lòng chú đầy trở lại. Chị nói chuyện 2 tuần 2 ngày mà cô nói cái gì mà lòng chú lại đầy trở lại? Cô không nói gì hết, một mình chú nói
Chú đói bụng quá, chú mới ăn đồ ăn vô, bụng chú đầy. Nghĩ mày á, rồi sao kể cái chuyện gì đáng hậu với hai con người này. Anh Chí Tài. Trang. Dừng tay lại. Khoan khoan xí. Chết mẹ. Ôi cha, nó quýnh thiệt ta. Anh ơi, chắc có sự hiểu lầm gì đó rồi. Ôi cha, đau quá. Anh ơi, sao quýnh em vậy? Ai là anh Chí Tài? Anh nghĩ đi. Với một không gian lớp học như vậy, với một phong cách đào mạo như vậy, với một bộ trang phục. Anh ơi. À, nói đi. Sao quýnh em vậy? Tao hỏi lại, ai là anh Chí Tài? Anh ơi, với một không khí lớp học như vậy thì bên kia phải là Chí Tài. Bên kia mới là Chí Tài. Bên kia đúng không? Dạ dạ dạ. Ủa dạ. Dạ, cảm ơn anh. Ủa chết mẹ, sao cũng quýnh như vậy? Ây dạ. Tao ghét mấy thằng xạo lắm. À, trời ơi. Cho tôi hỏi, ai là Chí Tài? Anh nhìn đi, một không khí lớp học như vậy. Chết mẹ. Trời mắt. Sai sai rồi chú ơi. Đừng. Ây dạ. Dậy dậy dậy. Anh ơi. Sao anh Tài? Thành. Dạ. Kêu. Kêu. Ai là anh Chí Tài? Anh ơi, em nói nghe nè, chắc có sự hiểu lầm nào rồi. Tao không có hỏi mày. Dạ. Em không hỏi em thì thôi. Anh bình tĩnh đi. Tài ơi. Hỏi lại đi anh, hỏi anh hỏi lại đi. Ai là anh Chí Tài? Anh nghĩ đi. Trong một không gian lớp học như vậy. Thôi thôi mày nói. Không không, xin lỗi em nói lộn. Dạ dạ dạ, anh xin một giây. Ngồi thôi, đi ngồi đi mua điện thoại. Trời trời, người ta bỏ cái câu đi, hỏi cái câu đó làm chi cho bị đánh hoài. Cái gì? Qua đây con, qua đây. Đây Ngũ Quốc Tuấn, Ngũ Quốc Tuấn. Mày đừng có nghĩ mày ai. Tao gọi Ngũ Quốc Tuấn mà chết bà mày chứ tao. Hả mày? Ngồi đi con. Mày kêu ai? Cái gì vậy Tâm? Alo, alo. Alo. Cái gì? Anh Tuấn ơi. Hả? Thầy thầy Tài bị phục kích anh ơi. Có người bị lớp học hả? Dạ. Thế là sao? Dạ. Hả? Sao? Thầy Tài đang. Sao? Anh Tuấn ơi, trả lời anh Tuấn ơi. Alo. Alo. Ông, ai? Anh Tuấn ơi. Tuấn ơi, Tuấn. Mày đừng hỏi nữa. Nó quýnh tao như con thú à. Anh Tuấn ơi. Alo. Sao? Chết mẹ, sao nín luôn rồi. Không sao. Ngũ Quốc Đại. Đúng rồi, Ngũ Quốc Đại. Mày chết mày với tao rồi. Anh Tuấn không trả lời nhưng mà anh Đại là mày chết. Anh Đại là không có quýnh một lần, quýnh lần nhấp nháp. Mày đừng giỡn mặt. Alo, Đại. Alo. Ơi. Cứu thầy anh ơi. Đại đâu rồi? Trả lời giùm em Đại ơi. Có không? Alo. Đại. Sao? Anh nói ra nữa. Nói đi Đại. Con mày gì nói đi. Mày gọi dầu số lửa bỏng nói đi. Mày gọi cứu thương vừa giùm tao đi. Ừ. Tao nhập viện rồi. Chết sao? Mày. Cái gì? Đại bị quất quá trời bên kia kìa. Hồi nào? Ông quất quá trời. Ông quất quá trời. Ông thấy ai đâu? Hello. Đây là bản quyền của tôi nha. Anh ơi, bây giờ nó nghe nè, bây giờ quất thấy bà nội em cũng được nữa. Nhưng mà cho em một cái lý do. Chứ vô quýnh quá trời quýnh, không biết tại sao bị quýnh. Trời ơi, tôi biết nè. Thầy Chí Tài dụ dỗ vợ của ổng. Đúng rồi. Ủa, sao em biết? Em vợ ổng mà. Đúng luôn. Hello. It's me. Hai. Ủa, chị là vợ anh này? Đúng rồi em. Vậy sao chị yêu thầy tôi? Ông này ông vô duyên. Đi ra chỗ khác. Anh Tài qua đây ngồi với em, anh Tài. Qua đây ngồi với em. Được không? Được, qua đây ngồi với em. Đi ra chỗ khác nha, không có đưa vô đụng tới tôi nha. Không có đụng tới tôi nha. Ngồi đây kể cho nghe. Chồng của em nhưng mà chồng cũ rồi. Em ly dị người này rồi mà cứ đi theo em hoài à. Em với ổng không có hợp với nhau, anh hiểu không? Hai người giống như không có đồng điệu cái tâm hồn của nhau. Má ơi má. Nếu má nói như vậy ngay từ đầu thì người ta đâu có quýnh não. Em ơi, hồi nãy ổng vừa vô cái chị bị rối. Chị bị rối chị không biết ở chết cha. Tại sao ổng vô đây mà ổng vô với lý do gì? Bởi rối quá chị chưa kịp nói. Khi mà mọi người bị đánh nhiều quá chị mới sực tỉnh ra. Chị nói à, mình nên nói rồi. Trời ơi. Bà nói xong, bà suy nghĩ xong là tôi với thầy tôi chết rồi đó.
Không em, mình phải đợi đúng lúc mình mới nói được, em hiểu không? Bây giờ em nói đi, tại sao em lại làm như vậy? Anh chưa hiểu em hả? Em đã nói với anh rồi là chúng ta không đồng điệu với nhau. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Thấy chưa, cái mặt nó đơ ra. Mặt nó đơ ra, anh không có hòa thơ được với chị. Thì có cho người ta nói đâu. Ủa giờ mình phải cho nói đúng không? Cho người ta nói đi. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Mày không nói được. Nó không nói được em ơi, thiệt. Ở nhà chị cho nó cơ hội rồi. Bà nhảy vô lòng mỏ của người ta, bà ngồi trong ai mà nói được. Bà để cho thời gian ta suy nghĩ. Cơ hội cuối cùng nha. Nâng chén khỏi đi mày, khỏi đi mày. Cái mặt mày tao biết mày không nói đọc thơ được. Mè mày coi nè, anh Chí Tài nè. Anh Chí Tài. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Má ơi, đau quá má ơi. Ủa thơ đó hả? Thấy chưa? Một đau thơ hả? Tuyệt vời. Anh Tài ơi, chỉ có anh hợp với em thôi à anh Tài. Ủa khoan, bây giờ cô có chồng do ly dị hay không tôi không cần biết. Nhưng mà cô yêu thầy tôi là vì cái gì mà bây giờ người ta quên ông quá trời, cô không giải thích. Tại sao? Đó, hỏi đúng đó. Tôi là một người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh, phong độ như vậy. Mà cô không chọn, cô đi chọn già đó là tại sao? Em ơi, em mắc cười quá. Nè, em nghe chị giải thích nè. Anh cũng nghe tôi giải thích nè nha. Anh Chí Tài hơn anh nhiều lắm. Hơn cái gì? Hơn cái gì? Cái đầu tiên hơn anh là anh già hơn anh. Dạ. Cái thứ hai là anh xấu hơn anh. Ờ. Và cái cuối cùng là anh Tài còn trinh. Cái gì? Anh Chí Tài còn trinh. Còn trinh? Đúng. Là trai tơ á hả? Ừ. Chí Tài là trai tơ. Đúng ba. Rồi. Con nghĩ là thầy tôi là người đàn ông độc thân. Chính ba. Xác. Thưa ba, con đi tập ba. Cái gì? Ba. Yêu ai là ba? Đứng lại. Mới kêu gì đó? Ai là ba? Dạ ba. Kêu ai là ba? Ba Tài. Sao? Ba Tài. Còn Trinh mà có con là sao cha? Ông mắc cười quá thì còn Trinh. Còn Trinh thì có con thì kể có con ở gì kỳ vậy anh? Ủa sao còn Trinh mà có con vậy anh? Hả? Đây là con của anh Tài. Đây là con của anh Tài. Ây da. Anh nói sao? Anh đứng lên, anh đứng lên, anh đứng lên. Ây da. Anh đứng lên cho tôi, nhanh lên. Anh nói là sao hả? Anh nói là trên cuộc đời này anh đang đơn độc đúng không? Thì tôi mới đồng điệu với nhau, tôi mới tới đây tôi gặp anh. Mà bây giờ anh có con luôn là sao hả? Cái chuyện đó từ từ, anh tính bữa nay anh gặp anh giải thích cho em nghe. Không cần giải thích gì hết, anh không cần giải thích gì hết. Em chấp nhận con của anh. Chấp nhận, em sẽ nuôi con anh. Hả? Tại vì anh nói với em là nhà cửa anh nhiều lắm, anh sống ở đâu cũng được, bao la mà, đúng không anh? Đúng rồi, nhà anh thì bao la. Dạ. Bởi vì anh sống rày đây mai đó mà, cho nên ở đâu sống cũng được, gọi là nhà bao la. Còn tiền anh nói là tiền của anh là phù du là rất là nhiều đúng không anh? Không, tiền anh là phù du có nghĩa là anh không có tiền mới là phù du. Chừng nào mình có tiền, không có tiền mà nó có tiền nó quýnh cho phù mỏ sao? Tiếng gì vậy? Tiếng lòng của em vụng vỡ. Trời ơi. Vậy là anh gạt em hả anh Tài? Đâu phải, anh em nghe sao chứ anh. Đàn ông bây giờ không tin được nữa. Em à, nghe nói. 2 tháng trên mạng của tôi anh gạt tôi. Anh phí thời gian của tôi. Anh. Em. Ây da. Ôi da. Ôi cái gì quýnh người ta hoài vậy? Bây giờ cô thấy chưa? Bây giờ cô muốn làm sao? Đi về anh. Đi em. Em nói sao anh rồi, đàn ông không có tin được đâu. Anh nói em rồi, anh đánh là tại em, anh thương em, anh em mới đánh. Em biết mà, thương cho giọt đúng không? Ghét cho ngọt cho bùi. Thì đó, anh cứ đánh em nha. Đánh em đi. Sao tâm sinh lý của Nguyễn Cái này kỳ vậy ta? Chú. Ủa chú yêu cái thứ này hả chú? Chát trên mạng thôi mà chú. Chú có yêu nó không? Chú nói thiệt đi, chú có yêu nó không? Thật ra thì chú cũng có cảm tình với cổ. Nhưng mà gặp rồi thì... Thì bây giờ có người ta có đụng chuyện hiểu lầm. Mở cái miệng nghe giải thích chứ trời. Tại sao vậy ba? Người ta hiểu lầm ổng, người ta nói ổng là còn chinh trong trắng gì đó. Tự nhiên phát hiện ra mày là con. Nó quýnh ổng đi rồi hai vợ chồng nó quýnh đè nhau. Quýnh như con chó không biết lý do luôn. Tại sao vậy ba? Lâm thôi, bỏ đi Lâm. Tại sao ba không nói với người ta?
Tại sao bao nhiêu năm ba cứ sống như vậy hả ba? Thôi thôi, đừng nói hỗn với ba, bỏ đi. Tại sao ba không tìm một người phụ nữ cho ba? Ba không tìm một người ăn đời ở kiếp với ba, tại sao cho ba? Không tìm được một người phụ nữ là tại vì nhận nuôi một đứa như mày đó Lâm. Nhưng mà cái điều làm cho ba suy nghĩ không dám là tại vì ba chỉ sợ khi lấy người đó về, ba sợ người ta không thương con bằng ba thương con. Nhưng mà tuy ba không sinh con ra, nhưng mà ba đặt tên con. Đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của ba, khi được làm cha của con. Tuy là ba không sinh con ra, đặt tên con hạnh phúc vô biên khi làm cha con, dành cho niềm tin, dành cho nước mơ, dành cả đời cha để yêu con, dạy con đi rồi dạy yêu thương, dạy con biết đâu là đúng sai. Mong con lớn khôn, mong cuộc sống vui, mong đời con sẽ được hơn cha. Nhưng rồi thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh, vui đùa cảm bẫy cuốn con theo. Bao lần làm cha thứ thâu đêm tìm con, giành lại con yêu thương. Làm cha thật khó lắm, làm cha nhiều trái đắng, làm cha dạy con khi con đi sai đường. Bên con yêu thương sống không thua kém ai. Tình cha là mãi mãi, con lớn cha như cha yêu con. Dạy con đi rồi dạy yêu thương, dạy con biết đâu là đúng sai. Mong con lớn khôn, mong cuộc sống vui, mong đời con sẽ được hơn cha. Nhưng rồi thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh, vui đùa cảm bẫy con theo. Bao lần làm cha thứ thâu đêm tìm con, giành lại con yêu thương. Làm cha thật khó lắm, làm cha nhiều trái đắng, làm cha dạy con khi con đi sai đường. Nhiều vui buồn bên con,
dạy con nhiều yêu thương, dạy con phải sống không thua kém ai trên đời. Dù cho nhiều sóng gió, dù cho là rất khó, dù cho cuộc sống đưa con đi nơi nào, tình cha là mãi mãi. Rồi sau này con lớn rồi sẽ làm cha như cha